Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 111. Bất quá, rất nhanh hắn lại lần nữa cầm lên ba chuôi hồn khí, bắt đầu chế tạo, làm hắn thử nghiệm đoán tạo trên trăm cầm khí phôi sau đó, vậy tựa hồ vô cùng vô tận thần hồn lực, vậy rốt cuộc khô kiệt. Diệp Thần sắc mặt một trắng, lại là không tự chủ được mới ngã xuống đất, hắn cắn răng, uống một quả khôi phục thần hồn đan dược, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, thần hồn lực mới vừa một khôi phục, Diệp Thần liền ngựa không ngừng vó câu lần nữa bắt đầu chế tạo, một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Hắn thời gian, rất quý giá, không thể lãng phí. Bất chi bất giác, mặt đất này lên, rậm rạp chẳng chịt mấy chục ngàn chuôi hồn đồ sắt phôi, dần dần thiếu đi. Lại là mấy giờ sau đó, Diệp Thần ngồi ở trống rỗng cung điện khổng lồ bên trong, mặt lộ vẻ cười khổ. Xem ra hắn vẫn là muốn được có chút quá đơn giản, mặc dù, trên lý thuyết mà nói, hắn chế tạo hồn khí tỷ lệ thành công, hẳn ở 8% 9, nhưng là, hắn bỏ quên một cái vấn đề, độ thuần thục vấn đề. Diệp Thần, ước chừng đem cái này mấy chục ngàn chuôi hồn đồ sắt phôi, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, mới tính là thật đang nắm giữ hồn rèn thuật. Mà lúc này, Diệp Thần thành công rèn được hồn khí, chỉ có mấy chục cây. Mặc dù chỉ có mấy chục cây, nhưng là, cái này hồn khí ở linh võ đại lục quá chân quý. Mỗi một dạng đều là giá trên trời. Diệp Thần đem những thứ này hồn khí thu hồi, lại không có lập tức rời đi cung điện này, hắn đầu tiên là cảm thụ một phen mình thần hồn biến hóa, chỉ chốc lát sau, lộ ra hài lòng thần sắc. Mơ hồ bên trong, còn cường đại hơn liền một phần. Cái này, mới là hồn rèn thuật địa phương đáng sợ nhất. Sau đó, Diệp Thần trong tay ánh sáng rực rỡ chớp mắt, một đạo đồ sộ thi thể lớn, liền xuất hiện ở cung điện này trống trải trên mặt đất. Đó là Thiên Vũ Yêu thi thể. Nếu còn có thời gian, như vậy, Diệp Thần dự định ở nơi này trong bí cảnh đem Thiên Vũ Yêu thi thể, luyện hóa hấp thu. Diệp Thần liếm môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ tham lam, cái này Thiên Vũ Yêu lớn lên mặc dù đủ xấu xí, nhưng là, căn cứ hắn kinh nghiệm, vượt xấu xí yêu vật, mùi vị ngược lại vượt mỹ vị. Lúc này, hắn liền đỡ lớn nồi lớn, đem Thiên Vũ Yêu lột ra cắt thịt, bôi lên hương liệu. Bỏ vào trong nồi hầm nấu đứng lên. Không đồng nhất sẽ, đậm đà thịt thơm, liền bay đầy liền đúng tòa cung điện. Diệp Thần nuốt ngụm nước miếng, lớn ăn. Một ngày sau, cung điện chỗ sâu, truyền ra ầm một tiếng vang lớn, một đạo do xương trắng huyễn hóa thành hình người, vọt ra khỏi vậy phiến xích cửa kim loại, rơi vào tiền điện. Xương trắng một quyển, lần nữa ngưng tụ, hóa thành thân máu thịt, hiện ra Diệp Thần bóng người. Cảm thụ sương mù này hóa thần thông năng lực, Diệp Thần không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Mạnh, quá mạnh mẽ. Lần này, hắn thực lực, lại có một cái tăng lên không nhỏ, hắn bây giờ, cơ hồ xu hướng tại không chết liền chứ. Mặc dù, còn không cách nào chân chính chiến thắng vậy người điên thánh nữ, nhưng là, lá bài tẩy dốc hết dưới tình huống, cũng có thể từ trong tay đối phương, bình yên chạy khỏi. Mà lúc này Diệp Thần... Hấp thu một đầu rưỡi bước thái hư yêu thú, hắn tu vi vậy lập tức, bay nhảy đến tinh khiếu tầng 2 thiên. Cái này còn là Diệp Thần vì để tránh cho căn cơ bất ổn, đem cả người tinh hoa, nén lại áp xúc tình huống. Diệp Thần mở rộng một chút tứ chi, nán lại lâu như vậy, một mực cường độ cao chế tạo, hiểu, tu hành, cho dù là Diệp Thần, vậy cảm giác có chút chịu không nổi. Dưới mắt, hắn quyết định rời đi trước cái này truyền thừa chi địa. Trở lại thần hỏa học viện đi điều chỉnh một chút trạng thái, lại đi linh tiên đế cung. Lúc này, Diệp Thần có chút không kịp chờ đợi hướng phía ngoài cung điện một nơi hư không bay đi, trong hư không, có một tòa kim ngọc cửa, nơi đó, chính là truyền thừa đất lối ra. Lại là một hồi choáng váng sau đó, Diệp Thần hướng nhìn bốn phía, như hắn nơi liệu, mình chưa có trở lại thiên dẫn đáy vực, thậm chí chưa có trở lại vậy phiến quỷ dị rừng phong bên trong. Mà là, xuất hiện ở một nơi không biết tên dãy núi chỗ sâu. Chỉ bất quá cái này núi sâu tựa hồ căn bản không phải nam vực. Chẳng lẽ cái này lối ra là những địa phương khác? Diệp Thần chau mày. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cả người kim quang chớp mắt, bay vút lên đến trời cao bên trong, phân biệt phương hướng một chút, liền hướng cách nơi này thành phố gần nhất chạy như bay. Rất nhanh, Diệp Thần chính là cảm giác được thân thể bị giới hạn, trực tiếp rớt rơi xuống. Làm trở về mặt đất thời điểm,
Diệp Thần mơ hồ cảm giác được tòa thành thị này thậm chí có một đạo cực mạnh trận pháp hạn chế võ giả. Vậy di tích rốt cuộc lai lịch ra sao, vì sao lối ra sẽ ở phụ cận đây? Diệp Thần còn có chút thời gian, chính là hướng một đạo gần đây cao ốc đi. Cao ốc chi trên có khắc ba chữ. Vọng Thần Lâu. Vọng Thần Lâu cửa, đứng hai người đại hán mặc áo đen, cái này hai người lại có thể đều là tinh khiếu cảnh tu vi. Diệp Thần không khỏi có chút bất ngờ, tinh khiếu cường giả lấy hắn bây giờ thực lực xem ra, mặc dù không qua như vậy, nhưng là đặt ở linh võ đại lục bên trên, vậy coi như thực lực hơn người, ở nơi này Vọng Thần Lâu, nhưng chỉ là người gác cổng. Vậy hai người tinh khiếu tồn tại, quét Diệp Thần một mắt, mặt vô thần sắc. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, Phong Thanh Dương lên tiếng, đồ nhi, vậy di tích lối ra lại không ở lúc đầu chi địa, ngược lại có chút ý kiến. Bất quá người yên tâm, nơi đây vẫn là ở Nam Vực. Hơn nữa người bình thường căn bản không có thể đi vào nơi này, người ngược lại là cơ duyên xảo hợp đi tới. Người hiện tại ở địa phương đó, nếu như ta không đoán sai, đây cũng là thần quốc nắm trong tay linh võ đại lục 10 tòa thành lớn bên trong một tòa. Cái này 10 tòa thành lớn thành chủ, đều là thần quốc người, hơn nữa thành phố tài nguyên, đều là do thần quốc cung cấp. Một khi linh võ đại lục xuất hiện uy hiếp người, thành lớn cường giả sẽ dẫn đầu xuất thủ. Cái này thành lớn vẫn là thần quốc người ở linh võ đại lục trung chuyển nghỉ ngơi chi địa. Cẩn thận một chút, nơi này có thể không hề thiếu thần quốc người, còn nữa, không cần muốn linh thạch và thánh thạch, thành này lưu thông tiền và linh võ đại lục có rất lớn khác biệt, có thể đều là thần quốc tiền. Ngươi tạm thời dùng vậy luyện chế hồn khí đi cái này Vọng Thần Lâu đổi một ít thứ. Nếu không ngươi không cầm ra lưu thông vật, ngươi thân phận một khi bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bắt được lưu thông vật, ta đến lúc đó chỉ điểm ngươi như thế nào đi ra ngoài. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn ngược lại là không nghĩ tới thần quốc ở linh võ đại lục lại luyện chế 10 tòa thành lớn. Hơn nữa hắn đối với chỗ này tốt kỳ mấy phần. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần liền tiến vào trong đó. Cũng may vậy hai vị giữ cửa người cũng không có ngăn lại Diệp Thần. Ở Diệp Thần bước vào Vọng Thần Lâu sau đó không lâu, thì có một người thanh thuần đáng yêu 16-17 tuổi thiếu nữ, mặt lộ vẻ vui vẻ mỉm cười nghênh hướng Diệp Thần, ôn nhu nói. Công tử ngài khỏe, ta kêu Tiểu Linh, là nơi này thị nữ, xin hỏi, ngài cần gì không? Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng thấy Tiểu Linh bên người. Còn có một người dung mạo có chút diêm dúa thị nữ, so Tiểu Linh sớm hơn liền thấy được hắn. Chỉ là, cô gái này trên dưới quan sát hắn một mắt, liền làm biếng rời đi ánh mắt, quay lại mặt đầy nụ cười nghênh hướng một người mới vừa đi tới phong môn võ giả, trong miệng cười duyên nói, Lâm công tử, ngài tới rồi. Bất quá, Diệp Thần vậy không quá mức để ý, hắn quan sát một phen Vọng Thần Lâu sau đó, liền đối với Tiểu Linh hỏi, các ngươi nơi này có bán ra hồn khí sao? Tiểu Linh nghe vậy, lập tức cung kính trả lời. Có công tử, chúng ta Vọng Thần Lâu, không chỉ là phong môn hồn khí, liền thái hư hồn khí đều có bán ra, không biết công tử cần muốn tầng thứ gì hồn khí. Trừ tầng thứ ra, chúng ta nơi này hồn khí, còn phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn cái phẩm cấp, hạ phẩm hồn kỹ đổi thành uy năng, ở là 10%, trung phẩm là 20%. Thượng phẩm 30%, cực phẩm 40%. Diệp Thần gật gật đầu nói, những thứ này hồn khí, giá như thế nào? Phong môn hồn khí, hạ phẩm 50 thần vân thạch một kiện, trung phẩm 100, thượng phẩm 200, cực phẩm 500, thái hư hồn khí, hạ phẩm 1000 thần vân thạch một kiện, trung phẩm 2000, thượng phẩm 4000, cực phẩm 10000. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi con ngươi hơi co lại. Cái này hồn khí giá cả, thật là khủng bố à. Để cho hắn lòng, cũng có chút run rẩy. Hắn chế tạo hồn khí, cho dù kém hơn cực phẩm thái hư hồn khí, vậy không kém bao nhiêu chứ. Tiểu Linh thấy vậy, lầm lấy là Diệp Thần là bị hồn khí giá cả hù dọa, vội vàng mở miệng nói. Công tử, hồn xây ở linh võ đại lục bên trên vốn là cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có thần quốc mới có thể nhiều hơn một chút. Năm gần đây, số lượng lại là có khuynh hướng giảm xuống, mà hồn kỹ mạnh mẽ, chắc hẳn ngài vậy là biết, một vị phong môn hồn tu hồn kỹ nhất kích, có kinh khủng dường nào. Ngài đừng xem uy năng đổi thành không cao,
đi qua chúng ta vọng thần lâu khảo sát, cho dù là vệ tinh khiếu đỉnh cấp tồn tại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được phong môn hạ phẩm hồn khí một kích. Cái này ở hiểm cảnh bên trong, có thể mang đến bao lớn giá trị, không cần tiểu linh nói nhiều, công tử hẳn là rõ ràng. Cho nên, hồn khí cho tới nay, đều là cung không đủ cầu, cho nên hồn khí giá cả đều là không ngừng lên tăng. Chúng ta hiện tại cho ra giá cả, đã hết sức công đạo. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Tiền khá hơn nữa, cũng không trọng yếu bằng mạng sống à. Hắn tiếp tục hỏi, không biết, các ngươi có hay không bán ra hồn đồ sắt phôi? Hồn đồ sắt phôi. Tiểu Linh hơi nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Diệp Thần, hảo tâm nhắc nhở. Có là có, bất quá. Công tử, chẳng lẽ ngài vẫn là một người thợ rèn? Hồn đồ sắt phôi, ở khí phôi bên trong, coi như là tính giá cả hơi thấp một loại, khó mà chế tạo không nói, trừ mang theo một chút có cũng được không có cũng được thần hồn tổn thương thuộc tính, những phương diện khác cũng không bằng cùng giá cả đại đa số khí phôi. Tự nhiên, điểm này thần hồn tổn thương, và chân chính hồn khí, có thể nói là khác nhau trời vực. Ngay tại lúc này, một cái hơi có vẻ lãnh ý thanh âm cô gái, đột nhiên ở Tiểu Linh bên người vang lên nói. Tiểu Linh, ngươi đang nói gì? Cái vị công tử này muốn mua gì, tự nhiên có đạo lý của hắn, đến phiên ngươi nhắc nhở. Muốn mua hồn đồ sắt phôi, thật là mắt thật là tốt nha, Lâm công tử, ngài nói có đúng hay không? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp mới vừa rồi đã gặp vậy cô gái xinh đẹp, và bên người tên kia phong môn cảnh Lâm công tử, đang có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần. Tiểu Linh bất mãn nhìn về phía tên kia cô gái xinh đẹp, mắt đẹp bên trong, thoáng qua nhàn nhạt tức giận. Diệp Thần là nàng quý khách, nàng như thế nào đối đãi Diệp Thần, là chuyện nàng, chỉ cần không có không tuân theo vọng thần lâu quy định, tiểu giao dựa vào cái gì tự nhủ ba đạo bốn. Huống chi, bọn họ đều không ngừng là ở thuyết tam đạo tứ, thậm chí, đều bắt đầu quở trách mình khách. Nàng mặc dù vậy hy vọng nâng cao mình công trạng, nhưng là, không hề muốn lừa gạt mình quý khách, để cho quý khách thừa bị tổn thất. Nhưng mà, nàng nhưng không dám nói gì. Vậy cô gái xinh đẹp tên là Tiểu Giao, đi tới vọng thần lâu đã 3 năm, mà mình, chẳng qua là một người mới. Diệp Thần nhưng là sắc mặt sửng dưng, không thèm để ý chút nào. Gặp Diệp Thần một bộ lãnh đạm, trầm mặc hình dáng, Lâm công tử và Tiểu Giao trong mắt nụ cười hơn nữa nồng đậm, bất quá bọn họ vậy không nói thêm gì nữa. Nơi này, dẫu sao là vọng thần lâu, vẫn là có quy củ, nếu như bọn họ làm quá mức, vọng thần lâu lửa giận. Là bọn họ không cách nào tiếp nhận. Đây là, Diệp Thần lại nói, ta muốn nhìn một chút hàng mẫu, có thể không? Tiểu Linh gật đầu nói có, công tử, hồn đồ sắt phôi hàng mẫu, ở lầu 3, mời theo ta tới. Đồng thời, nàng thấp giọng ở Diệp Thần bên tai có chút áy náy nói, công tử, xin lỗi, ta và Tiểu Giao có chút mâu thuẫn, cho ngài thêm phiền toái. Diệp Thần lơ đễnh cười một tiếng nói, không có vấn đề, đi thôi. Vừa nói, Diệp Thần liền muốn đi theo Tiểu Linh, đi lên lầu. Mà một bên Tiểu Giao nghe vậy, hai tròng mắt sáng lên, nàng đang lo không có cơ hội tìm Tiểu Giao phiền toái đâu, cái này đáng ghét người mới vừa tới một cái, liền giành được rất nhiều khách nhân xem trọng, mỗi lần tới vọng thần lâu, cũng chỉ đích danh nhỏ hơn Linh đi theo, để cho nàng vừa đố kỵ vừa hận, nhất định phải tìm cơ hội, cầm nàng đuổi đi. Nàng âm thầm đối với Lâm công tử nháy mắt. Lâm công tử ngầm hiểu, cố làm tư thái địa đối trước Tiểu Giao hỏi, Tiểu Giao à, các ngươi cái này vọng thần lâu lầu 3, là ai cũng có thể lên được sao? Tiểu Giao cười lạnh nói, làm sao có thể chứ? Lầu 3, nhưng mà tồn phóng rất nhiều quý trọng hàng hóa, vạn nhất, có vài người tay chân không sạch sẽ, chúng ta vọng thần lâu có thể sẽ gặp bị tổn thất trọng đại à? Vị tiên sinh này, ngươi là có nên hay không ra báo một chút đồ chứng minh ngươi có đầy đủ thần vân thạch đây? Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Hắn làm sao có thể có thần vân thạch? Hắn tới nơi này chính là muốn dùng hồn khí đổi một ít thần vân thạch, như vậy mới có thể rời đi. Tiểu Linh sắc mặt biến đổi, chợt xoay người, tức giận nhìn Tiểu Giao, thanh âm vậy lạnh xuống nói. Tiểu Giao, ngươi nói cái gì vậy? Lúc này, tại chỗ những khách cũ, cũng không khỏi được hướng nhìn bên này tới đây. Cho dù ai cũng nghe được, Tiểu Giao trong miệng nói người. Là chỉ ai? Tiểu Giao cười mỉa nhìn Tiểu Linh, chậm rãi nói. Ta thế nào,
ta nói đúng sự thật mà thôi, vọng thần lâu quy định, vậy tình huống, chỉ có ở quý khách có thể hoàn thành 10 thần vân thạch trở lên giao dịch lúc đó, mới có thể lựa chọn mang quý khách lên lầu 3 cha xem hàng mẫu, ngươi cảm thấy, cái vị công tử này, mua cái này hồn đồ sắt phôi, có thể đạt tới 10 thần vân thạch trở lên sao? Tiểu Linh nghe vậy sắc mặt cứng đờ, thật ra thì căn cứ Diệp Thần mới vừa rồi đồng hồ giờ xem ra, nàng cũng không cảm giác được Diệp Thần có năng lực hoàn thành 10 thần vân thạch trở lên đơn đặt hàng. Nhưng là, những thứ này cũng chỉ là quy định mà thôi, cụ thể phán đoán, đều là giao cho thị nữ mình xử lý. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần chính là cảm giác được mấy đạo hơi thở phong tỏa mình. Cực kỳ khủng bố. Cái này thần quốc nắm trong tay thành lớn, lại còn có cường giả như vậy. Còn có cái này vọng thần lâu lại là lai lịch gì? Nếu như tự cầm không ra thần vân thạch, chỉ sợ muốn phải rời đi nơi này, rất mệt khó khăn. Ngay tại Diệp Thần suy tư biện pháp lúc đó, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Thằng nhóc, ngươi giúp ta một chuyện, ta ngược lại là có thể giúp ngươi giải quyết cái này lửa xém lông mày. Thanh âm này, không phải tới từ Phong Thanh Dương, mà là tới từ một mực đắm chìm thương cổ y thần. Ngày hôm nay có chút Kevin và choáng váng đầu. Liên bảo đảm không thấp hơn 6 chương, ngày mai sẽ hơn cập nhật một ít, ngày mai nội dung chính là một năm ước hẹn, tăng nhanh tiết tấu viết. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới thương cổ y thần sẽ vào lúc này giúp mình. Cái này bị dự là thần nước nóng này cổ quái nhất lão đầu lại có thể cũng có cầu mình thời điểm. Chẳng lẽ là cùng cái này vọng thần lâu có liên quan? Chẳng lẽ thương cổ y thần vậy có thứ cần? Diệp Thần tự nhiên muốn cùng thương cổ y thần nói điều kiện. Liền nói tiền bối, người muốn ta làm gì? Thương cổ y thần thanh âm đạm mạc lần nữa truyền tới, cái này vọng thần lâu bên trong có một kiểu đồ, thằng nhóc, người hồn khí giá trị không rẻ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bắt lại vậy kiểu đồ. Còn như vấn đề trước mắt, ta tự nhiên có thể giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần khẽ cau mày, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, được. Diệp Thần vừa dứt lời, chính là phát hiện luân hồi mộ địa nhiều một tấm màu vàng kim tấm thẻ. Trên thẻ phun trào ra cực kỳ cường đại thần niệm lực. Nơi đây cuối cùng không phải thần quốc, cái này vọng thần lâu và vậy thần quốc vọng thần lâu có thể kém xa, bất quá nếu là cùng bảng hiệu, ta cái thẻ này cũng có thể dùng. Này thẻ cùng thần hồn nối liền, coi như là ta có thể vận dụng đồ một trong, đủ ngươi giải quyết trước mắt lửa xém lông mày, không bị những người này phát hiện ngươi người ngoại lai thân phận. Còn như ta vậy kiểu đồ, ta đợi sẽ tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Diệp Thần trở lại thực tế bên trong. Vô số đôi mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu Giao gặp Diệp Thần một mực do dự, chính là rõ ràng Diệp Thần căn bản không cầm ra 10 thần vân thạch, cười lạnh nói tiên sinh sẽ không một quả thần vân thạch cũng không có đi. Chẳng lẽ tiên sinh là người ngoại lai? Nơi đây mặc dù ở Nam Vực, nhưng là cực kỳ cơ mật chi địa, chỉ có thần quốc người có thể tới đi. Nếu không phải thần quốc người, hậu quả rất nghiêm trọng đâu. Tiểu Linh càng phát ra nổi nóng, khách ta không cần ngươi quản, công tử theo ta tới. Tiểu Giao làm sao có thể để cho Diệp Thần rời đi, lại cười nói, Tiểu Linh ngươi đối đãi như vậy cái vị công tử này, chẳng lẽ là bởi vì công tử thân phận tôn quý, thuộc về vọng thần lâu đặc thù tồn tại. Tiểu Linh con ngươi ngay tức thì ảm đạm. Diệp Thần mua đồ liền định trước hắn không thể nào là vọng thần lâu tôn quý nhất quý khách. Tiểu Linh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, Diệp Thần lên tiếng. Hắn mặt lộ vẻ lạnh nhạt mỉm cười, ánh mắt hơi chớp động, nhìn Tiểu Giao nói, như thế nói còn có ngoại lệ tình huống. Ngoại lệ tình huống. Một bên Lâm công tử bước ra một bước nhàn nhạt nói, ngoại lệ tình huống, đương nhiên là có. Hơn nữa, ở vọng thần lâu, chỉ có một loại ngoại lệ tình huống. Đó chính là, ngươi là vọng thần lâu khách quý dưới tình huống. Dám hỏi cái vị công tử này, ngươi là vọng thần lâu khách quý sao? Bốn phía các khách nhân, vậy bắt đầu mặt lộ vẻ cười nhạo vẻ, hướng về phía Diệp Thần chỉ chó chó, Diệp Thần bất quá là một người tinh khiếu cảnh tồn tại, nhìn như vẫn là khá là chán nản như vậy, nếu không làm sao sẽ liền hồn khí cũng không mua nổi. Loại người này, thế nào lại là vọng thần lâu khách quý? À, Diệp Thần xoay người, xem cũng không có lại xem Lâm công tử một mắt, hắn tiện tay đem một tấm màu vàng tấm thẻ, vứt cho Tiểu Linh nói, người xem. Cái này có phải hay không các ngươi vọng thần lâu thẻ khách quý?
Diệp Thần trong lòng cũng có chút không xác thực định, nhưng là Thương Cổ Y Thần nếu lên tiếng, hẳn không sai được. Tiểu Linh nhận lấy Diệp Thần ném tới vậy mở ra thẻ vàng, có chút đờ đẫn, đồng thời, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt vậy trở nên có chút phức tạp. Nàng gần đây không thích người dối trá. Nếu như Diệp Thần vứt cho nàng, là thông thường thần thẻ bạc, kim cương đen thẻ, nàng cũng sẽ tin tưởng Diệp Thần, nhưng là thẻ vàng. Thẻ vàng nhưng mà vọng thần lâu, cao cấp nhất thẻ khách quý à? Thẻ vàng khách quý thân phận, vậy cũng phải cần vọng thần lâu người trong tộc người phụ trách, đi ra tiếp kiến tồn tại à? Mặc dù, Tiểu Linh rất muốn tin tưởng Diệp Thần mà nói, nhưng mà lý trí nhưng nói cho nàng, cái này là không thể nào. Mà đang ở Diệp Thần ném ra thẻ vàng ngay tức thì, nguyên vốn còn có chút huyên náo vọng thần lâu, vậy lập tức yên lặng xuống, chỉ chốc lát sau, nhưng là bạo phát ra một hồi cười ầm lên. Lâm công tử cười được eo cũng thẳng không đứng lên, chỉ Diệp Thần giễu cợt nói, ha ha ha, vị huynh đài này, người gắn cũng phải gắn được xem một chút à. Lại lấy ra một tấm thẻ vàng, người sợ là liền vọng thần lâu thẻ khách quý, dáng dấp ra sao cũng không biết chứ. Người có biết hay không thẻ vàng ở vọng thần lâu, đại biểu cái gì à? Diệp Thần khẽ nhíu mày. Có phải là thật hay không thẻ vàng, để cho ta xem, chẳng phải sẽ biết. Vọng thần lâu cao tầng bên trên, chậm rãi đi xuống một người đàn ông trung niên, nam tử cả người hoàng bào, khá là sang trọng hoa lệ, một tấm mặt chữ quốc, không giận tự uy, hắn hơi khẽ cau mày, có chút bất mãn, vọng thần lâu há là mặc cho người ồn ào địa phương. Mọi người thấy tên nam tử này tử, tất cả giật mình, không ít người cũng hướng về phía cái này nam tử hành lễ nói, sở trưởng quý tốt. Mà vọng thần lâu ở giữa thị nữ, lại là hết sức lo sợ, rối rít thi lễ. Diệp Thần ánh mắt quét qua tên nam tử này tử, người này tu vi đổ cũng xem là tốt, phong môn tầng 9 thiên. Xem ra cái này vọng thần lâu quả thật mạnh mẽ. Sở trưởng quỹ khá là không nhìn được hướng về phía Tiểu Linh nói, cầm vậy thẻ vàng lấy tới. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đem người này đuổi ra ngoài, kết thúc cuộc nháo kịch này. Tiểu Linh do dự một chút, mặt lộ vẻ không biết làm sao vẻ, đành phải đem vậy mở ra thẻ vàng bắt được sở trưởng quỹ trước mặt. Mà Lâm công tử, Tiểu Giao các người chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, một bộ xem kịch vui hình dáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng mà, sở trưởng quỹ sắc mặt, nhưng ở nhận lấy vậy mở ra thẻ vàng ngay tức thì, thay đổi. Vốn là không nhịn được vẻ, không còn gì vô tồn, hắn cặp mắt xòe ra, mặt chữ quốc lên dần dần hiện ra khó tin, cùng với khẩn trương thần sắc. Liền cầm vậy mở ra thẻ vàng tay, cũng có chút run rẩy. Hắn mặc dù trông coi linh võ 10 trong thành một tòa vọng thần lâu, nhưng là hắn thân phận địa vị, và thần quốc vọng nguyệt lâu, có thể nói là khác biệt một trời. Mà trước mắt thẻ vàng, hiển nhiên là thần quốc thông thẻ. Hơn nữa số thứ tự cực kỳ gần trước. Vậy chỉ có một ít thần quốc lão tổ tông và thế lực lớn mới có thể nắm trong tay à. Mấu chốt, cái này không phải là giả. Cái này ở thành lớn bên trong chưa từng thấy qua thanh niên rốt cuộc thân phận gì. Chẳng lẽ thần quốc thế lực cao cấp đệ tử đi tới linh võ đại lục Nam vực? Sở trưởng quý, lại cũng không cách nào bình tĩnh, trên trán mồ hôi lạnh cuồng mạo, ánh mắt bên trong, thậm chí có vẻ sợ hãi. Nói khó nghe, người trước mắt chỉ cần một câu nói, liền có thể dễ dàng đem đuổi ra vọng nguyệt lâu à. Mình không có thật tốt chiêu đãi, cũng được đi, lại vẫn để cho hắn ở mình quản lý cửa hàng bên trong, bị như vậy náo nhiệt. Lúc này, sở trưởng quỹ là môi đều bắt đầu có chút run run. Mà thấy sở trưởng quỹ thần sắc, mọi người vậy dần dần ngây ngẩn, hôm nay bọn họ nơi nào còn không nhìn ra, cái này ý vị như thế nào. Cái này thuyết minh, Diệp Thần lấy ra thẻ vàng là thứ thiệt thẻ vàng à. Lâm công tử sắc mặt, lập tức tái nhợt, nhưng vẫn không chịu tin tưởng, lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, một cái liền hồn khí cũng không mua nổi người, làm sao có thể. Mà một bên Tiểu Giao, lại là trực tiếp hai chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng, rất ngồi trên mặt đất. Hai mắt đăm đăm, đều có chút thần trí không rõ. Sở trưởng quý hung tợn trợn mắt nhìn hai người kia một mắt, hận không được ăn sống thịt của bọn họ. Ngay sau đó một mực cung kính đi tới Diệp Thần trước người, hai tay nâng thẻ vàng, mặt đầy tươi cười nói ách, cái vị công tử này, xưng hô như thế nào? Tại hạ Sở Nguyên,
mới vừa không biết công tử thân phận, có nhiều xúc phạm, xin thứ tội, công tử cần gì? Theo ta đến phòng khách quý nói chuyện như thế nào? Nhìn sở trưởng quý hình dáng, vọng thần lâu ở giữa quý khách, bọn thị nữ cũng hoàn toàn sững sờ, ngày xưa cao cao tại thượng, thậm chí, đối với nam vực hoàng thất đều không giả sắc thái sở trưởng quý, lúc nào nói chuyện như vậy qua. Toàn bộ vọng thần lâu, lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong, những cái kia nguyên bản còn đang cười nhạo Diệp Thần người, giống như là chợt bị tát một cái miệng như nhau, chỉ cảm thấy da mặt, hừng hực đau. Diệp Thần nhận lấy thẻ vàng, nhàn nhạt nói, không cần như vậy phiền toái, để cho Tiểu Linh cùng ta liền tốt, nàng rất tốt, sau này ta như là tới nơi này, liền cũng để cho nàng phụng bồi đi. Ngày thường sở trưởng quý ở chỗ này, ai dám cự tuyệt hắn. Nhưng hiện tại, đối mặt Diệp Thần, hắn nhưng là một chút nóng nảy cũng không có, mặt đầy nụ cười hơi gật đầu một cái nói. Được, như là công tử có cần gì, tùy thời tìm ta. Đồng thời, hắn vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Diệp Thần cũng không trách tội hắn ý kiến. Mà một bên Tiểu Linh, đến lúc này mới hoàn hồn lại. Hết thảy các thứ này, thay đổi quá nhanh, nàng suy nghĩ, đều có chút không chịu nổi à. Bất quá, Tiểu Linh dẫu sao nhận liền nghiêm khắc huấn luyện, có tốt đẹp nghề dày công tu dưỡng, nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, mỉm cười nói, Diệp công tử, mời theo ta tới. Dứt lời, liền dẫn Diệp Thần đi lầu ba đi tới. Hai người lên lầu ba sau này, sở trưởng quỹ trên mặt nụ cười ngay tức thì biến mất, hắn sắc mặt âm hàn đi tới Lâm công tử trước mặt, mở miệng nói, Lâm công tử, nên làm như thế nào, không cần ta nói nhiều chứ. Trong tương lai, chúng ta vọng thần lâu, không hoan nghênh ngươi. Lâm công tử vội vàng chắp tay nói, đa tạ sở trưởng quỹ, đa tạ, ta cái này thì đi. Linh võ đại lục là một cái vô cùng tàn khốc địa phương, đắc tội người mình không trêu chọc nổi, thường thường là phải bỏ ra tánh mạng giá cao, bây giờ có thể giữ được một cái mạng, đối với hắn mà nói, đã là vạn hạnh. Sở trưởng quỹ lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất tiểu giao, lạnh giọng nói, dẫn đi. Tiếng nói vừa dứt, thì có hai người mặc hắc bào cao lớn nam tử, vác lên tiểu giao thân thể, đi bên trong lầu đi tới. Thân là vọng thần lâu thị nữ, cho hắn chọc tới phiền toái lớn như vậy, có thể thì không phải là đuổi ra vọng thần lâu, như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết. Lầu 3, Diệp Thần nhận lấy Tiểu Linh cầm tới phẩm chất tốt nhất hồn đồ sắt phôi, nhìn kỹ chỉ chốc lát sau, lộ ra nụ cười thỏa mãn, mặc dù không bằng ngạo hồn gió lưu lại khí phôi, nhưng là... Cái này vọng thần lâu quả thật không phải cửa hàng bình thường có thể so sánh được, nơi lấy ra cao cấp hồn đồ sắt phôi, phẩm chất cũng là cực cao, cùng mình dự liệu không kém nhiều. Diệp Thần hỏi, cái này cao cấp hồn đồ sắt phôi, bao nhiêu tiền một chuôi? Tiểu Linh nói, một thần vân thạch một chuôi, bất quá ngài là chúng ta vọng thần lâu cao cấp khách quý, có thể đánh mất 50%. Các ngươi tồn kho, có nhiều ít, ta muốn hết. À! Tiểu Linh có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, cái này hồn đồ sắt phôi, trừ một ít hồn tu có đặc thù công dụng ra, cơ hồ không người nào nguyện ý mua à, thỉnh thoảng có một ít muốn thử nghiệm sử dụng mới tài liệu thợ rèn, hoặc là một cái ý nghĩ hảo huyền người tu võ, muốn cảm thụ một chút thần hồn tổn thương uy lực, mới sẽ mua mấy chuôi trở về thôi. Toàn bộ tồn kho, cái này, đơn giản là không đem tiền làm tiền à, đơn giản là đánh mất lý trí liền à. Nếu không phải Diệp Thần trước lấy ra thẻ vàng, nàng đều phải lấy là, Diệp Thần là cố ý trêu đùa mình, tìm mình vui vẻ. Ừ, thế nào? À, chấm, nghe được Diệp Thần thanh âm, Tiểu Linh mới hoàn hồn lại, đáp chúng ta vọng thần lâu, tổng cộng có 5.000 chuôi hồn đồ sắt phôi. Diệp Thần vẫn là nói, ta muốn hết. Đúng rồi, các ngươi nơi này thu hồn khí sao? Ta muốn bán một ít. Lời này vừa nói ra. Liên liên Tiểu Linh đều có bối rối, nàng chân thực có chút không cách nào hiểu Diệp Thần dự định. Còn không có cùng Tiểu Linh kịp phản ứng, Diệp Thần chính là lấy ra một cái túi đựng đồ. Cả nhà ngay tức thì phun trào ra từng đạo đợt khí. Tiểu Linh trên mặt khẽ biến, vội vàng nói, ta hiện tại đi mời trưởng quỹ, để cho trưởng quỹ định đoạt. 10 phút sau, vọng thần lâu lầu cuối. Diệp Thần nếm một cái linh trà, giơ tay lên một cái. Đem những cái kia hồn khí để lên bàn, khoan thai nói, trưởng quỹ, ta cũng không thừa nước đục thả câu, ngày hôm nay để cho ngươi như thế tới một chuyến, tự nhiên là có trọng yếu mua bán phải làm, ta có ít thứ muốn bán,
tin tưởng những thứ này, đáng để cho ngươi đích thân tới. Sở trưởng quỹ chân mày khều một cái, có chút kinh ngạc nhìn về phía trên bàn túi đựng đồ, Diệp công tử yên tâm, ngài đồ, chúng ta vọng thần lâu, tuyệt đối sẽ cho ra một cái công đạo giá cả. Đồng thời, hắn nhìn về phía trên bàn túi đựng đồ ánh mắt, vậy mang theo vẻ hiếu kỳ. Thật ra thì, nói thật, hắn đối với Diệp thần cung kính như thế, trịnh trọng, hoàn toàn là từ hắn thân phận quan hệ. Cho nên, hắn trong lòng căn bản không tin Diệp thần có thể cho mình mang đến bao lớn làm ăn, thậm chí làm xong lỗ vốn dự định. Nhưng mà, làm hắn cầm túi đựng đồ lên, đem thần niệm dò nhập trong đó ngay tức thì, cả người, ngay tức thì đóng kết. Hắn cặp mắt trợn tròn, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ khó tin. Nếu như nói, làm Diệp thần lấy ra vọng thần lâu thẻ vàng lúc đó, hắn còn chỉ là khẩn trương, lo lắng. Hiện tại, chính là muốn hoàn toàn điên cuồng à. Sở trưởng quỹ theo kinh doanh cũng có mấy ngàn năm, gió to sóng lớn gì, cũng đều coi như là kiến thức qua, để cho hắn hơi lộ vẻ xúc động cực phẩm thần khí, chân thần khí đặt ở trước mặt hắn, sở trưởng quỹ cũng không biết chút nào sắc mặt chập chờn. Có thể hiện tại, sở trưởng quỹ nhưng cảm giác được mình đầu óc không đủ dùng. Đó là phẩm cấp cực cao hồn khí. Hồn khí cuối cùng vẫn là hiếm thấy à. Vọng thần lâu cố nhiên có, nhưng là cũng không có túi đựng đồ này như thế nhiều à. Có thể sinh ra giá trị, đủ để cho cái này nam vực vọng thần lâu lộ vẻ xúc động à. Nói cách khác, nếu như hắn bắt lại Diệp thần xuất thủ nhóm hàng hóa này, không chỉ có thể lấy được khó có thể tưởng tượng lợi nhuận, hơn nữa ở vọng thần lâu địa vị, cũng sẽ sau đó cao tăng. Đây đối với một cái tách ra xuất thân người mà nói, ý vị như thế nào, không cần nói nhiều. Cái này gần đây vô cùng bình tĩnh sở trưởng quý, lúc này cũng không khỏi lâm vào ảo tưởng bên trong, đầy đủ kinh tang thương mặt chữ quốc lên, có tự hào, có vui vẻ yên tâm, có cảm động, thậm chí, một đôi mắt hổ bên trong ánh sáng nhạt lóe lên, tựa hồ cũng muốn làm chảy nước mắt. Diệp thần thấy vậy, khẽ mỉm cười nói, như thế nào, cái nhóm này hàng, sở trưởng quý còn hài lòng. Diệp thần thanh âm, đem sở trưởng quý suy nghĩ kéo về thực tế. Hài lòng. Đơn giản là muốn làm điên cuồng à. Ước chừng mấy cái hô hấp sau đó, sở trưởng quỹ mới hoàn toàn bình phục lại, ngưng mắt nhìn Diệp thần, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói. Diệp công tử, ngài cái nhóm này hàng, hồn khí giá trị cực lớn, mỗi kiện ta cho ngài 5.000 thần vân thạch giá cả, ngài thấy thế nào? Nếu như sở trưởng quỹ là vọng thần lâu trụ sở chính người, hắn thậm chí có thể cho đến càng nhiều thần vân thạch. Hơn nữa, hắn biết Diệp thần có thể một lần cầm ra như thế nhiều kiện cao cấp hồn khí, như vậy hắn cũng rất có thể cầm cho ra càng nhiều. Diệp thần nhíu mày, cái giá cả này, đã cao hơn hắn dự trù không ít, nhìn ra được, sở trưởng quỹ đối với cái nhóm này hàng, là thế ở tất được. Hắn cũng không dự định trả giá, làm nhiều so đo, nói thẳng, có thể, liền giữ cái giá cả này coi vậy đi. Sở trưởng quỹ nghe vậy mừng rỡ, lập tức đứng lên nói, tốt. Ta vậy thì đi là ngài chuẩn bị thần vân thạch, mời ngài chờ chút. Chỉ chốc lát sau, sở trưởng quỹ trở lại phòng khách quý, đem một cái túi đựng đồ, giao cho Diệp thần nói, mời Diệp công tử chấm xem. Diệp thần vậy lười được điểm, vọng thần lâu điểm này uy tín vẫn phải có. Lúc này đem một miếng cuối cùng linh trà uống cạn, vậy đứng lên nói, đúng rồi, sở trưởng quỹ, đem ngươi liên lạc ngọc phù lưu một cái cho ta, còn nữa, ta cần đại lượng hồn đồ sắt phôi, các ngươi trụ sở chính chắc không ít đâu. Ta toàn bộ muốn, cụ thể đưa đến địa phương nào, đến lúc đó ta sẽ liên lạc ngươi, nếu là có thể thu thập càng nhiều, tự nhiên tốt hơn, hồn đồ sắt phôi tiền hàng chuyển khoản, ngươi từ nơi này bút thần vân thạch bên trong trực tiếp khấu trừ cũng được. Sở trưởng quỹ nghe vậy, cũng là sững sờ, hắn có chút cổ quái nhìn Diệp thần, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Diệp thần thu thập như vậy hơn hồn đồ sắt phôi, khẳng định cùng hắn giao cho mình những thứ này hồn khí có liên quan, nhưng là hắn nhưng có chút không dám tin. Hồn đồ sắt phôi, mới giá bao nhiêu trị ra à, là có thể chế tạo ra cao cấp hồn khí. Vậy cũng quá kinh khủng. Bất quá, cho dù hắn đáy lòng vô cùng tò mò, cũng không hỏi nhiều một câu. Chỉ là mở miệng nói, Diệp công tử chẳng lẽ là dự định rời đi nơi này. Vừa đem mình liên lạc ngọc phù, giao cho Diệp thần. Diệp thần gật đầu nói, không sai, ta ở Linh Võ Đại Lục còn có một số việc phải xử lý.
Sở trưởng quỹ thấy vậy, mỉm cười nói, bất quá, chúng ta vọng thần lâu có mình không gian phi đính, nếu như Diệp công tử không ngại, ta có thể là ngài an bài, tốc độ nhanh nhất có thể đến Diệp công tử muốn đi bất kỳ địa phương. Vậy làm phiền sở trưởng quỹ. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù hắn không phải rất thích cùng thương nhân giao tiếp, nhưng là, không thể không nói, có lúc biết người như vậy, vẫn có thể cung cấp phương tiện. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị rời đi lúc đó, Diệp thần nghe được luân hồi mộ địa truyền tới thương cổ y thần thanh âm, liền tiếp tục ngồi về vị trí. Hắn nhìn về phía sở trưởng quỹ, cười nói, sở trưởng quỹ, còn có một việc. Vọng thần lâu có phải hay không có một cây gãy lìa châm cứu bán ra? Sở trưởng quỹ ngẩn ra, nhướng mày một cái, suy nghĩ sâu xa chốc lát, chính là nghĩ tới điều gì, chờ chút. Chỉ chốc lát sau sở trưởng quỹ chính là trở lại gian phòng, đem một cái hộp gấm đưa cho Diệp thần, Diệp công tử nói có đúng không là vật này. Diệp thần mở hộp gấm ra, chính là thấy được một cây châm cứu. Chỉ bất quá châm cứu gãy lìa, tựa như bị một đạo vô cùng lực lượng mạnh chặt đứt. Diệp thần biết, cái này châm cứu tất nhiên là thương cổ y thần châm cứu. Cái này đủ để chống lại thái hư đỉnh cấp một kim, lại bị vô tình chặt đứt. Vậy người xuất thủ là chém ách cảnh. Sở trưởng quỹ, vật này giá bao nhiêu cách, ta muốn. Há liệu, sở trưởng quỹ lắc đầu một cái, vật này giá trị không cao, hơn nữa đã gãy lìa, không biết lai lịch, liền làm đưa cho Diệp công tử, kết giao bằng hữu. Diệp thần cũng không muốn nói nhảm, vậy đã cảm ơn. Cái này châm cứu quả thật không có bất kỳ năng lượng nào, trừ mình, cũng sẽ không có người đi mua. Sở trưởng quỹ, cái này thì an bài ta rời đi, Diệp thần lại phân phó nói. Được. Nửa giờ sau đó, sở trưởng quỹ hồi đến lầu thượng. Chỉ bất quá trong mắt hắn lóe lên một chút hồ nghi và ngưng trọng. Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, hắn vẫn là lấy ra một quả ngọc bội. Một giọt máu tươi rơi xuống. Ngọc bội ánh sáng lóe lên, ngay tức thì trôi lơ lửng ra một cái ông lão hư ảnh. Chuyện gì? Ông lão thanh âm cực kỳ lạnh như băng, thậm chí còn có một chút yếu ớt. Đại nhân, vậy nửa cái châm cứu bị người cầm đi. Sở trưởng quỹ thanh âm có chút run rẩy. Hắn nhưng mà biết cái này ông già là nắm trong tay toàn bộ vọng thần lâu. Ở thần quốc cũng thuộc về quyền thế ngập trời tồn tại. Ông già hơi ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu lên, xác định này người thân phận liền sao. Còn nữa, hắn tại sao lãnh đi vậy châm cứu? Sở trưởng quỹ lắc đầu một cái, nhưng vẫn là nói, người này họ Diệp, nắm giữ không thiếu hồn khí, còn như nhiều tin tức hơn, ta cũng không biết. Bất quá cái gì, lão kia người lại có chút khàn cả giọng. Trong thanh âm lộ ra khát vọng và vô tận tức giận. Sở trưởng quỹ run một cái nói, người nọ lại cầm một tấm vọng thần lâu thẻ vàng. Hơn nữa số thứ tự cực kỳ gần trước thẻ vàng. Ông già nghe đến chỗ này, tựa như trong lòng mơ hồ có suy đoán, số thứ tự có phải hay không số 3. Hơn nữa người này nhìn như có thể xem một vị thần y. Sở trưởng quỹ cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn là nói, số thứ tự đúng là số 3, chỉ bất quá người này rất trẻ tuổi, nhìn như vậy không giống như là một vị thần y. Nghe được số 3 cái này hai cái, lão kia người kích động đến trình độ cao nhất, người cầm người này bức họa cho ta. Mau sớm. Còn nữa, người này nếu thật là thương cổ y thần học trò, ta liền thưởng ngươi bước vào chân chính thần quốc. Sở trưởng quỹ hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ xuống trên đất. Hắn không nghe lầm chứ. Mình chỉ bất quá cung cấp một cái tin, liền có tư cách bước vào thần quốc. Đi theo vị này chừng. Còn nữa, thương cổ y thần. Thanh niên kia chẳng lẽ là thương cổ y thần học trò. Cái này bốn chữ ý vị như thế nào, hắn so người bất kỳ đều biết. Thương cổ y thần nhưng mà thần quốc không thể đắc tội nhất một trong mấy người. Võ giả cố nhiên thọ nguyên vô hạn, nhưng cuối cùng gặp mặt sắp thọ nguyên khô kiệt, cũng hoặc là trọng thương. Mà thương cổ y thần nhưng là có thể người sắp chết cứu sống. Kinh thiên y thuật, không người có thể địch. Chỉ bất quá người này nóng nảy cực kỳ cổ quái. Nổi danh thấy chết mà không cứu. Mà ông già sở dĩ kích động như vậy, chính là bởi vì cái này ông lão tổn thương. Mọi người đều biết, chỉ có một năm. Cái này một năm, chỉ có tìm được thương cổ y thần cũng hoặc là thương cổ y thần truyền nhân, mới có thể.
Sở trưởng quỹ mơ hồ đánh hơi được một chút thần quốc thay đổi. Sợ rằng, hôm nay bước vào vọng thần lâu người thanh niên kia, một cái cử động, liền có thể thay đổi hết thảy thế cục. Không gian phi đính bên trong, tốc độ cực nhanh. Diệp Thần nhìn trong tay nửa cây châm cứu, có nhiều thú vị nói, tiền bối, vì sao ngươi đối với cái này nửa cây châm cứu cảnh cảnh tại trong lòng. Thương cổ y thần hừ lạnh một tiếng, chuyện không liên quan ngươi, người ta giữa giao dịch đã hoàn thành. Nếu như ngươi lấy là ta sẽ cảm ơn ngươi, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta thương cổ y thần từ không thu học trò, mặc dù không biết ta làm sao xuất hiện ở đây địa phương, nhưng là ngươi đừng hy vọng ta và những người khác như nhau. Dù là ngươi chết, ta cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Ta thương cổ cả đời thông suốt lý niệm chính là thấy chết mà không cứu, bỏ mặc người khác. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới lão này nóng nảy vẫn là như vậy. Hắn con ngươi chớp động, vậy ta nghe nói ngươi vẫn là cứu 17 người. Ngươi nếu thấy chết mà không cứu, vì sao còn phải cứu vậy 17 người? Thương cổ y thần hừ lạnh một tiếng, thượng cổ chuyện, ngươi không có tư cách biết. Châm cứu cho ta. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong tay nửa cây châm cứu liền biến mất. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra lão này so tưởng tượng còn muốn khó giải quyết à. Bất quá hắn vậy không thèm để ý. Hiện tại có Phong Thanh Dương ở trái và phải, đã đủ rồi. Cố nhiên thương cổ y thần có thể giải quyết rất nhiều chuyện tình, nhưng cũng không coi là phải. Sở Doanh sống lại, chỉ cần vậy kiểu đồ là được, không cần thiết cầu thương cổ y thần. Diệp Lạc Nhi tỉnh lại cũng không quá cần thời gian mà thôi. Tử ngưng trong cơ thể khối kia luân hồi huyền bi. Đúng là vấn đề, bất quá cũng không gấp. Cái này cái luân hồi huyền bi, hắn hiện tại còn không dự định luyện hóa. Đợi khi tìm được còn dư lại mấy khối, mình thực lực có lẽ có thể thoát khỏi tử ngưng bệnh tình. Diệp Thần nhìn một chút thời gian, chau mày, tựa hồ mình chỉ hoãn một ít thời gian. Cái này không gian phi đính cố nhiên rất nhanh, nhưng là phỏng đoán đến linh tiên đế cung cũng đã chậm đi. Được rồi. Đi một bước xem một bước đi. Cùng lúc đó, linh tiên đế cung. Ồn ào náo động tiếng chấn thiên. Hạ Linh Thu ngồi cao trên đài, lạnh như băng con ngươi ngưng mắt nhìn trên lôi đài đứng ngạo nghễ linh vận. Linh vận tay cầm kiếm lạnh lẽo, nhắm mắt lại, hiển nhiên ở các người. Lần này Diệp Thần và linh vận cuộc chiến, linh tiên đế cung mời không ít người. Dĩ nhiên tới thế lực cũng không thiếu. Một mặt chính là bởi vì linh tiên đế cung Hạ Linh Thu thân phận, mặt khác, bọn họ vậy muốn biết vậy quật khởi Diệp Thần rốt cuộc có mấy phần thực lực. Diệp Thần sự tích bọn họ nhưng mà biết mấy phần. Vượt cấp năng lực tác chiến cực mạnh. Lại là không thể một đời thiên tài. Cố nhiên đến từ thấp võ thế giới, nhưng thiên phú cực kỳ tươi đẹp. Nhưng mà, ước chừng 4 tiếng trôi qua. Diệp Thần còn không có tới. Thậm chí để cho dưới đài rất nhiều thế lực cùng có chút không nhịn được. Vậy Tây vực cơn ác mộng Diệp Thần không phải rất cuồng sao? Vì sao còn không xuất hiện? Các người xem, vậy linh vận khí tức trên người lại là phong môn hậu kỳ, như thực lực này, ta là Diệp Thần, cũng sẽ không tới. Bất quá kỳ quái, cái này linh vận rốt cuộc như thế nào tăng lên tu vi? Cái này tốc độ trưởng thành cũng quá nghịch thiên đi. Ngay tại lúc này, một cái ông già mở miệng nói, linh vận như này tốc độ đột phá, thật ra thì không tính là cái gì. Các ngươi hẳn không biết linh tiên đế cung cung chủ lai lịch đi. Hạ Linh Thu bất quá là linh vận muội muội mà thôi, hơn nữa hai người tuổi tác chênh lệch thiên tuế. Tuổi tác như vậy khoảng cách, Hạ Linh Thu thực lực nhưng là vượt xa linh vận, quá cổ quái. Hạ Linh Thu lại là thật sớm trở thành linh tiên đế cung cung chủ. Trên người nàng vật thần bí quá nhiều. Nghe nói Hạ Linh Thu trên người có chí bảo, có thể cấp tốc tăng lên tu vi. Hơn nữa có phong môn cường giả xông vào qua linh tiên đế cung, nhưng là cuối cùng, người nọ vẫn phải chết. Cho nên nói, lần này linh vận thực lực tăng lên như thế nhiều, nhất định là Hạ Linh Thu công lao. Lão kia người hiển nhiên hiểu vô cùng nhiều, nhìn về phía Hạ Linh Thu ánh mắt cũng là cẩn thận. Mọi người bừng tỉnh, xem ra vậy Diệp Thần lần này sẽ không tới. Có Hạ Linh Thu chấn giữ, nàng tuyệt đối sẽ không để cho linh vận thất bại. Hơn nữa linh vận phong môn hậu kỳ, thằng nhóc kia ta nghe nói còn không có bước vào tinh khiếu cảnh đi. Như vậy chênh lệch,
thực sự quá lớn, tới cũng là tự tìm cái chết. Dưới đài tiếng xôn xao càng ngày càng lớn. Trên đài, Hạ Linh Thu bên người chỉ ngồi một cô gái. Chính là Hạ Nhược Tuyết. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết trong mắt viết đầy nóng nảy. Nàng cũng không hy vọng Diệp Thần tới đến nơi hẹn. Linh vận thực lực tăng lên tới như vậy bước, tới cũng chết. Cố nhiên Diệp Thần thiên phú nghịch thiên, nhưng hắn cuối cùng lớn lên thời gian quá ngắn. Nhược Tuyết, người tựa hồ rất khẩn trương. Hạ Linh Thu nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi cũng đúng, người bạn trai trẻ không có lòng tin. Cũng đúng, thằng nhóc kia thực lực, và thầy ngươi chênh lệch, khác xa lắc xa lơ. Ta thừa nhận hắn để cho ý ta bên ngoài qua, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt. Linh võ đại lục thế giới, vẫn là võ đạo vi tôn, mà hắn võ đạo, ở chúng ta linh tiên đế cung trước mặt cuối cùng quá nhỏ bé. Lại cùng 2 giờ, hắn nếu không phải tới, hẳn kết thúc. Hạ Nhược Tuyết không nói câu nào, nàng chỉ có thể âm thầm khấn cầu, Diệp Thần dù sao cũng không nên xuất hiện. Thời gian như nước chảy, một canh giờ trôi qua. Dưới đài chỉ còn lại một phần chia thế lực. Rất nhiều thế lực đã rời đi. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần sẽ không đến nơi hẹn. Thậm chí có thể nói không dám đến nơi hẹn. Đây không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Linh Tiên Đế Cung bên ngoài chỗ tối một ít thế lực cũng là rời đi. Cái này bên trong có Diệp Thần xây dựng tán tu tạo thành sát tông, còn có Bắc Cung gia tộc, Huyền Nguyệt Tông, Vạn Kiếm Đế Cung vân. Vân. Bọn họ mặc dù không điều kiện tin tưởng Diệp Thần, nhưng cuối cùng vẫn là hy vọng Diệp Thần không nên xuất hiện. Trận chiến này trình độ hung hiểm, không thể lường được. Cái này dẫu sao là ở Linh Tiên Đế Cung địa bàn. Và Linh Vận đánh một trận, sau lưng Hạ Linh Thu không biết bày ra như thế nào thiên la địa võng. Hơn nữa bọn họ ẩn núp trong bóng tối, chính là vì ứng biến tình huống đặc biệt. Lại qua một lát, Hạ Linh Thu cuối cùng mất đi kiên nhẫn, đứng lên, màu đen áo khoác múa, mọi người giải tán đi, kết quả sợ rằng đã rất rõ ràng. Có vài người, cuối cùng là không dám tới đến nơi hẹn. Bất quá, một năm ước hẹn cụ thể thời gian, vậy Diệp Thần không rõ ràng nói ban ngày sẽ đến. Có lẽ buổi tối tới liền vậy không nhất định chứ. Lời này vừa nói ra, phía dưới một phiến cười ầm lên. Nhiều người như vậy chấn giữ, không thể nghi ngờ đối với Diệp Thần mà nói là có lợi nhất. Chí ít Linh Tiên Đế Cung không thể nào đối với Diệp Thần âm thầm ra tay. Nếu là không có người bên cạnh xem, Diệp Thần nguy cơ kinh khủng hơn. Cho nên, Diệp Thần lại làm sao có thể buổi tối tới. Bất quá đây, ta Linh Tiên Đế Cung Linh Vận vẫn là sẽ cùng hắn đến nơi hẹn. Bất quá đến lúc đó, có thể so với tưởng tượng nguy hiểm hơn. Nói xong, Hạ Linh Thu nhìn lướt qua Hạ Nhược Tuyết, hừ lạnh một tiếng, Nhược Tuyết, ngươi hoặc giả là nhìn lầm rồi hắn, sau này, ta sẽ vì ngươi tìm ưu tú hơn thiên tài đệ tử. Ta biết ngươi coi thường Linh Võ Đại Lục thiên tài. Ta sẽ mang ngươi đi thần quốc, đến lúc đó ngươi liền rõ ràng, vậy Diệp Thần cũng không quá như vậy. Đám người cuối cùng tản đi. Trên lôi đài Linh Vận vậy mở ra tròng mắt lạnh như băng, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, cười lạnh một tiếng. Diệp Thần, ngươi cũng không quá như vậy. Xem đi tới nơi này một ngày, ngươi mới rõ ràng ngươi là con kiến hôi chân tướng. Chỉ tiếc, ta lấy tuổi thọ và tu vi giá phải trả, lại cùng một tên hèn nhát đánh cuộc với nhau. Buồn cười. Màn đêm buông xuống. Nửa đêm giống như một đầu cự thú ngủ say đang dần dần tỉnh lại. Ánh trăng mơ hồ có chút đỏ thắm. Linh Tiên Đế Cung lộ vẻ được có chút buồn tẻ. Không có một bóng người. Một chiếc không gian ở bên bờ chi địa chậm rãi hạ xuống, một người thanh niên đi ra. Thanh niên khẽ cau mày, xem ra ta vẫn là tới trễ. Nếu tới trễ, vậy hôm nay liền mạnh xông Linh Tiên Đế Cung. Vừa nghĩ tới có thể gặp được Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh, Diệp Thần không nhịn được có chút kích động. Ban đầu Linh Vận giễu cợt và khinh thường, hắn một mực nhớ ở trong lòng. Đạp đạp đạp, Diệp Thần từng bước một bước ra, mỗi đi một bước trên mặt đất liền hiển hóa ra màu đen hoa sen. Người tới người nào? Ở Linh Tiên Đế Cung ngoài cửa, hai người đệ tử cảnh giác nhìn bóng đen bên trong bóng dáng. Diệp Thần, người có tên cây có bóng. Bóng đen bên trong đi ra Diệp Thần. Hai tên đệ tử kia hơi ngẩn ra, chợt cười lạnh một tiếng. Diệp Thần,
người cái này hèn nhát rốt cuộc dám đến tìm chết. Thật đúng là bị cung chủ đoán được. Cung chủ có lệnh, ngươi như ban đêm tới, phải xem chó như nhau bỏ tiến vào Linh Tiên Đế cung cửa. Như vậy, chúng ta liền sẽ vì ngươi thông báo. Diệp Thần con ngươi băng hàn, ngược lại là không nghĩ tới Linh Tiên Đế cung đệ tử lại như vậy. Không cần. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, từ phía sau lưng cầm ra thú hủ kiếm, nắm trong tay, nhắm ngay Linh Tiên Đế cung cửa. Oanh! Một đạo phong cách cổ xưa kiếm quang bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Toàn bộ Linh Tiên Đế cung cửa, không chịu nổi Diệp Thần kiếm khí, ngay tức thì bể tan tành. Cùng lúc đó, Linh Tiên Đế cung chỗ sâu cung điện. Hạ Linh Thu và Linh Vận đồng loạt mở mắt ra. Linh Vận ý định giết người phóng thích, cần phải đứng dậy, lại bị một cổ uy áp đè lại. Linh Vận, ngươi gấp cái gì? Hạ Linh Thu khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Vậy Diệp Thần ban ngày không xuất hiện, ban đêm mới đến nơi hẹn, tất nhiên phải chịu đựng một ít giá phải trả. Người đâu? Một giây kế tiếp, 10 cái bóng đen xuất hiện ở Hạ Linh Thu trước mặt. Hạ Linh Thu đưa tay ra, đầu ngón tay xuất hiện 10 giọt máu tươi bắn vào 10 người trên ấn đường, cũng phân phó nói. Có chút con kiến hôi tới, các ngươi đi gặp. Lúc cần thiết, có thể vận dụng chúng ta dạy cho các ngươi trận pháp. 10 người tu vi ngắn ngủi tăng lên, con người vui mừng. Cung chủ. Vèo vèo vèo. Bên ngoài tiếng vang, để cho Linh Tiên Đế cung từng đạo cường giả bay về phía hư không. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện 10 tên cường giả, đứng ở trong hư không. Càn rỡ. Trong đó một người cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn Diệp Thần thoáng qua một chút lửa giận. Một năm ước hẹn đã đến, hôm nay không qua. Ước định còn hữu hiệu hơn. Để cho Linh Vận cút ra đây. Cường giả như vậy Diệp Thần căn bản không coi vào đâu. Linh Vận cho hắn sỉ nhục và làm nhục, hôm nay thì phải làm một cái đoạn. Muốn gặp chúng ta phó cung chủ, ngươi còn không có cái này vốn. Một vị trong đó ông già khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó một cái tát trực tiếp đánh ra đi. Một con kiến hôi mà thôi, còn dám đối với bọn họ phó cung chủ bất kính, tự tìm cái chết. Một đạo bàn tay to lớn hư ảnh từ trong hư không rơi xuống, Diệp Thần mặt không đổi sắc. Nhận ngươi mạnh bao nhiêu, ta có nhất kiếm phá vạn pháp. Nháy mắt bây giờ Diệp Thần vẫy tay một kiếm, ma khí phun trào, kiếm sắc bén khí phóng lên cao. Kiếm khí bồng bềnh ở chung quanh, chu vi trăm dặm cây cối rắc rắc một tiếng, bỗng nhiên bể tan tành. Cực hạn kiếm quang ở trong hư không lưu chuyển, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Kiếm quang từ dấu bàn tay ở giữa xuyên phá, bỗng nhiên xông về vị cường giả kia. Oanh! Phốc suy! Vậy cường giả một búng máu phun trào, ở trên ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, bất chấp màu đen ma khí. Hắn cả người sắc mặt trắng bệch, dùng hết lực lượng ngăn cản ma khí xâm lược. Trần trưởng lão! Còn thừa lại mấy vị Linh Tiên Đế cung cường giả đi tới Trần trước mặt trưởng lão, ai vậy không nghĩ tới? Trần trưởng lão lại bị Diệp Thần một kiếm chém thành trọng thương. Bây giờ Diệp Thần chỉ bất quá tinh khiếu cảnh tầng 2 trời ạ. Đừng quên cung chủ mệnh lệnh, mọi người cùng nhau ra tay, diệt cái này tiểu tử cuồng vọng. Trần trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hận không được hiện tại liền đem Diệp Thần xé nát. Hắn ấn đường có cung chủ một chút lực lượng, lại là ngắn ngủi tăng lên tới phong môn cảnh sơ kỳ. Nhưng là lại liền một cái tinh khiếu cường giả cũng không phải là đối thủ, một gương mặt già nua hoàn toàn mất hết. Nghe gặp Trần trưởng lão mà nói, còn thừa lại cường giả, sắc mặt nhẹ biến đổi. Diệp Thần có thể một kiếm đánh bại Trần trưởng lão, bọn họ đồng loạt ra tay thật có thể ngăn cản Diệp Thần sao? Thật ra thì hắn nội tâm của nàng không có bất kỳ sức lực, bất quá tên đã lắp vào cung không phát không được. Nếu để cho Diệp Thần không chút kiêng kỵ vọt vào Linh Tiên Đế cung, bọn họ toàn bộ mặt tông môn mặt ở chỗ nào? Còn thừa lại cường giả nghĩ đến đây, trực tiếp xông lên đi giết, trên người khí thế toàn bộ bộc phát ra. Đối mặt Diệp Thần như vậy quái thai, bọn họ phải dùng hết toàn lực. Ở bên ngoài tiếng vang, cũng sớm đã kinh động Linh Tiên Đế cung đệ tử, mỗi một người đều dùng thần niệm dò xét. Khi thấy Diệp Thần bóng người thời điểm, bọn họ trên mặt toát ra vẻ cổ quái thần sắc. Liên quan tới Diệp Thần và Linh Vận một năm ước hẹn sự việc, toàn bộ Linh Tiên Đế cung đều biết.
Ở bọn họ trong mắt, chỉ bất quá một chuyện Tiếu Lâm mà thôi, căn bản không tin Diệp Thần dám đến. Phải biết bây giờ linh vận nhưng mà phong môn cảnh hậu kỳ. Diệp Thần dù là đột phá đến tinh khiếu tầng 2 trời, có thể vượt cấp tác chiến thì như thế nào? Phong môn cảnh chỗ kinh khủng, há là Diệp Thần có thể sánh vai. Diệp Thần đến, có đệ tử bội phục hắn dũng khí, cũng có võ giả cho rằng, chính là một người ngu ngốc. Biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ đi lên, mình tìm chỗ chết. Ở Linh Tiên Đế cung một tòa trong sương phòng, Hạ Linh Thu thưởng thức nước trà, khóe miệng một món giễu cợt nụ cười. Ở Diệp Thần đứng ở ngoài cửa một khắc kia, nàng cũng sớm đã biết được, bất quá cũng không có ra tay. Nàng là thân phận gì? Diệp Thần lại là thân phận gì? Cái gọi là một năm ước hẹn, ở nàng trong mắt chỉ bất quá một chuyện Thiếu Lâm. Ở Hạ Linh Thu trong mắt, bây giờ Diệp Thần, liền để cho nàng xuất thủ tư cách cũng không có. Nàng nhìn về phía ánh mắt băng hàn Linh Vận nói, Linh Vận, ta lúc nào hại qua ngươi? Cái này một năm ước hẹn, ta sẽ không để cho ngươi thua, ngươi yên tâm. Bên ngoài 10 người kia có ta một phần chia máu tươi lực, hẳn có thể dây dưa một dây dưa thằng nhóc kia. Hơn nữa chúng ta cũng có thể như vậy biết, thằng nhóc kia rốt cuộc thành tăng đến cái gì bước. Ta Hạ Linh Thu làm việc, giọt nước không lọt, cửa này ưu tông môn tôn nghiêm chuyện, lại càng không chính xác thất bại. Linh Vận nghe được Hạ Linh Thu nói tiếng nói, cuối cùng lựa chọn nhắm mắt lại. Ở Linh Tiên Đế cung ngoài cửa, Diệp Thần bước ra một bước, trực tiếp xông về 9 tên cường giả. Phong Thanh Dương kiếm ý từ trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát ra, tràn ngập ở toàn bộ trong hư không. Chém. Diệp Thần tay cầm một kiếm, trực tiếp vọt tới một người cường giả trước mặt, một kiếm khoảnh khắc bây giờ chém ra đi. Kiếm quang bộc phát ra ánh sáng sáng chói và lạnh như băng kiếm ý. Đâm. Một kiếm hạ xuống, cường giả sa sút một người, ngã trên mặt đất, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Ở Diệp Thần sau lưng, đột nhiên truyền tới một tiếng gầm lên, một người Linh Tiên Đế cung cường giả tay cầm chiến đao, từ hắn sau lưng tấn công tới. Diệp Thần khóe miệng toát ra một chút cười nhạt, cả người bóng người nghiêng, né tránh chiến đao công kích, sau đó vặn qua thân tới, một quyền oanh đánh ra. Phịch, một quyền đánh trúng ở đối phương phía trên ngực, hắn cả người ngực lõm đi xuống, xương sườn không biết cắt mất nhiều ít cây. Ngực bộc phát ra một đóa máu bắn tung, máu phóng trong hư không. Ta chỉ cần Linh Vận mệnh mà thôi, các ngươi ngăn trở, chẳng qua là tống táng mình tánh mạng. Rắc rắc, trên mặt đất hoa cỏ cây cối bao trùm lên tầng tầng băng xương, trong hư không trôi giạt một đóa đóa hoa tuyết, dịch thấu trong suốt. Ở Diệp Thần chung quanh, hàn băng nhanh chóng lan truyền, thú hủ kiếm bao trùm lên một tầng băng xương. Vốn là muốn đến gần Diệp Thần phong môn cảnh cường giả, đột nhiên bây giờ bị đông thành tượng đá. Bọn họ bị đông lại bóng người đổi được cứng ngắc, trong hư không từng ngọn tượng đá sừng sững. Ở một bên Trần trưởng lão, cả người sắc mặt đại biến. Cái này Diệp Thần thực lực rốt cuộc đạt tới một cái gì bước? Diệp Thần trong tròng mắt chỉ có hàn ý lạnh như băng, nếu những người này muốn ngăn cản hắn, vậy không cần khách khí. Chém. Kiếm quang rơi xuống, theo Diệp Thần vung tay lên, một đạo kiếm quang khơi thông ra. Sắc sắc. Oanh. Tượng đá bể tan tành, từng cái cường giả khạc ra một búng máu, bọn họ trên thân thể mặt, còn có một tầng băng xương. Mặt những người này lên máu ứ đọng xương đỏ, cả người trắng bệch không có sức, thậm chí có chút cường giả đã người bị thương nặng, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Chỉ là một kiếm. Những thứ này ngắn ngủi tăng lên cường giả trực tiếp sa sút. Trần trưởng lão khóe miệng toát ra vẻ khổ sở thần sắc, hắn trong lòng bây giờ rất rõ ràng. Trước mắt bọn họ đã không phải là Diệp Thần đối thủ. Muốn chống lại Diệp Thần, chỉ có càng lực lượng mạnh ra tay. Diệp Thần trong mắt lạnh như băng, không có bất kỳ chập chờn, từng bước một đi vào Linh Tiên Đế Cung. Làm hắn bước vào Linh Tiên Đế Cung cửa thời điểm, phát hiện một đám đệ tử đứng ở phía trước, tay cầm lưỡi dao sắc bén, đoản đao, roi dài, từng cái như lâm đại địch, nhìn Diệp Thần. Bọn họ đều là Linh Tiên Đế Cung đệ tử. Hiện tại Linh Tiên Đế Cung gặp nạn, bọn họ nhất định phải đứng ra. Thấy những đệ tử này, Diệp Thần khóe miệng toát ra một chút thần sắc khinh thường. Một đám người ô hợp, vậy muốn ngăn trở hắn nhịp bước. Bầu trời bên trong ngưng tụ sơ xác tiêu điều hơi thở,
làm Diệp Thần bước ra một bước thời điểm. Những đệ tử này đồng loạt lui về phía sau. Thậm chí có chút đệ tử, trong tay đao đều đã không cầm được, bọn họ hai chân run rẩy, trán phủ đầy mồ hôi. Cút! Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cút chữ, hàm chứa kinh khủng hơi thở. Phốc suy! Trước mặt nhất võ giả trực tiếp một búng máu phun ra, chồng ngã trên mặt đất, sống chết không biết. Đối với những võ giả này, Diệp Thần căn bản khinh thường ra tay, đến loại này, số người đã không có tác dụng quá lớn. Những võ giả này còn chưa đủ Diệp Thần một người tàn sát, chỉ bất quá cần lãng phí một chút thời gian mà thôi. Làm sao, Linh Tiên Đế Cung không người không được, muốn để cho những đệ tử này chịu chết. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm, kiếm chỉ những đệ tử này, kinh khủng sát ý, tràn ngập ở mỗi một người học trò trong lòng. Tất cả Linh Tiên Đế Cung đệ tử, cũng có thể cảm giác đến kinh khủng sát ý, chỉ cần bọn họ dám động một bước, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Trần trưởng lão mặc dù bị trọng thương, bất quá đi bộ cái gì vẫn là không có vấn đề, đi tới mọi người bên người. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết thất sát long ngâm trận. Một câu nói, tất cả mọi người tựa như tìm được người tâm phúc như nhau, trực tiếp vây lại Diệp Thần. Bọn họ vị trí cũng không phải là qua loa chỗ đứng, mà là đối ứng thiên địa càn khôn. Thất sát long ngâm trận là Linh Tiên Đế Cung bên trong lớn sát trận, thực lực cực kỳ khủng bố. Dù là phong môn trung kỳ cường giả, không cẩn thận, cũng sẽ chết ở bên trong. Làm những người này ngưng tụ thất sát long ngâm trận thời điểm, Diệp Thần một hơi một tí, tựa như mặc cho bọn họ. Bỏ mặc trận pháp gì cũng tốt, Diệp Thần có tuyệt đối tự tin. Hống! Diệp Thần bị thất sát long ngâm trận bao phủ, ở hắn phía trên, lẩn quẩn bảy cái cự long. Đất rung núi chuyển, uy áp ngưng tụ. Oanh! Nửa đêm càng phát ra ảm đạm xuống, mây đen dày đặc, sấm sét lóe lên điện quang. Tí tách, máu loãng nhỏ xuống đất, bắn ở Diệp Thần trên áo bảo mặt. Trần trưởng lão trong mắt đều là lãnh ý. Thất sát long ngâm trận không chỉ có dựa vào thực lực, chủ yếu nhất nguyên nhân là võ giả thất tình lục dục. Thất sát vậy đại biểu bảy tông tội, người đại biểu bên trong tộc lòng tối tăm nhất nội tâm, có thể bất chi bất giác bây giờ nhiễu loạn địch nhân thần trí. Bảy cái cự long đối ứng bảy tông tội: ngạo mạn, ghen tị, tức giận, lười biếng, tham lam và bạo thực. Những thứ này trong nội tâm tối tăm nhất tồn tại từ bảy cái cự long trong cơ thể tản mát ra. Diệp Thần, dù cho ngươi thực lực cường đại nhưng quá mức kiêu ngạo, hôm nay sẽ để cho ngươi táng thân ở chỗ này. Trần trưởng lão tiếng nói vừa dứt, phát ra ngông cuồng tiếng cười. Hắn trong đầu đã dự đoán đến Diệp Thần bị đánh chết cảnh tượng. Nghĩ đến đây, nội tâm liền không nhịn được đổi được hưng phấn. Thấy thất sát long ngâm trận, Diệp Thần đột nhiên bây giờ cười. Cái gọi là thất sát và bảy tông tội, ở hắn trong mắt, hoàn toàn chính là vật đại bổ. Trong cơ thể hắn cũng sớm đã tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Hơn nữa bởi vì một năm ước hẹn, hắn trước thời hạn có nhập ma cảm giác. Nói liếc. Hắn bây giờ chính là hoàn toàn ma đầu, chân chính ma. Những thứ này sâu trong nội tâm tối tăm nhất đồ, ở hắn trong mắt căn bản không trị giá một đề ra. Ngươi cười cái gì? Trần trưởng lão thấy Diệp Thần nụ cười, trong nội tâm đột nhiên xông ra một cổ dự cảm xấu. Diệp Thần không có mở miệng, nhưng là một màn kế tiếp, lại để cho Trần trưởng lão con ngươi, cũng thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Chỉ gặp Diệp Thần cả người trên dưới. Một cổ ngập trời ma khí, hoàn toàn nhô ra. Toàn bộ đại trận bên trong, toàn bộ tràn đầy kinh khủng ả khí. Diệp Thần bước ra một bước, màu đen hoa sen hiển hóa đi ra, ở hắn trong mắt, căn bản không có tránh tả phân chia. Cái gọi là ma đầu, chỉ bất quá một chuyện thiếu lâm mà thôi. Là thật là xấu xa đều do bản tâm. Bảy cái cự long vốn là phát ra gầm thét, ở Diệp Thần ma khí bộc lộ ra ngoài một khắc kia. Đột nhiên bây giờ đổi được khiếp đảm đứng lên. Ban đầu Diệp Thần hóa thân là ma, đưa tới thiên địa dị tượng, vạn ma triều bái. Đã từng ma chủ hộ thể, cái gọi là bảy tông tội ở trước mặt hắn, chỉ bất quá một ít đồ chơi nhỏ mà thôi. Oanh oanh oanh, ma khí không ngừng ngưng tụ chung một chỗ, bỗng nhiên bây giờ phóng lên cao, bọc lại bảy cái cự long. Không tốt, đột nhiên bây giờ Linh Tiên Đế Cung mọi người sắc mặt đại biến.
bọn họ có thể cảm giác đến trong cơ thể lực lượng lại đang không ngừng chạy mất. Những lực lượng này không ngừng tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể. Bảy cái cự long vốn là do Linh Tiên Đế cung cường giả lực lượng biến thành. Cái này bảy cái cự long và bọn họ miễn cưỡng tương thích, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trần trưởng lão cả người sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, lại sẽ lộng khéo thành vụng, trở thành người khác đồ cưới. Đây quả thực là vô duyên vô cớ cho Diệp Thần đưa chỗ tốt. Phá cho ta! Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí điên cuồng phun trào, đè ép đại trận. Sắc sắc, sắc sắc! Đại trận vào lúc này, truyền tới từng đạo vết rách. Oanh! Một tiếng chấn động xuyên mây xanh vang lớn, thất sát long ngâm trận ngay tức thì bể tan tành. Linh Tiên Đế cung cường giả ứng phó không kịp, những thứ này ma khí tràn vào đến bọn họ trong thân thể, truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người, rút lui. Trần trưởng lão lời còn chưa nói hết, Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người đột nhiên đi tới hắn bên người. Thú hủ kiếm rơi vào trên cổ hắn mặt, chỉ cảm thấy kiếm quang chớp mắt, máu loãng phún ra ngoài, cổ tách ra. Người giết người, người hằng giết liền. Nếu Trần trưởng lão đã động sát tâm, Diệp Thần há sẽ bỏ qua hắn. Linh Tiên Đế cung cường giả chạy mất dạng, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần trong mắt, tựa như giống như là ác ma ánh mắt, một mắt sẽ tiến vào vực sâu. Những đệ tử này, Diệp Thần vậy lười được động thủ, đứng ở trên mặt đất, nhìn phía trước bầu trời huy hoàng cung điện. Linh Vận, ngươi lại có thể vẫn ngồi yên, cho ta cút ra đây. Một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, toàn bộ cung điện lảo đảo muốn rơi xuống. Ở bên trong phòng Linh Vận cau mày, trong mắt toát ra một chút lửa giận. Mà nàng bên cạnh Hạ Linh Thu nhưng là thần sắc sửng dưng, tựa như đã sớm ngờ tới. Nàng đứng lên chậm rãi mở miệng nói, Linh Vận, xem ra ta còn đánh giá thấp thằng nhóc kia. Thằng nhóc kia nhanh như vậy liền phá vỡ trận pháp kia, thuyết minh người này thực lực chân thật hẳn vượt qua phong môn cảnh tầng 5 thiên. Tu vi chỉ bất quá tinh khiếu 2 tầng thiên, nhưng có thể có phong môn tầng 5 thiên lực lượng, người này ngược lại là thú vị rất. Đáng ngươi đánh một trận. Ngay tại lúc này, cửa đột nhiên bị gõ vang. Hạ Linh Thu khẽ mỉm cười, cánh tay chấn động một cái, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết tự nhiên cũng là nghe được động tĩnh, cũng biết Diệp Thần tới. Nàng cố nhiên biết Diệp Thần mạnh mẽ, nhưng là nàng rõ ràng hơn Linh Tiên Đế cung quỷ dị. Hạ Linh Thu còn có thần bí kia đã ẩn chứa lực lượng quá đáng sợ. Diệp Thần hiện tại tới, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết à. Hạ Linh Thu ngồi về vị trí, hơi thở hơi phóng thích, Nhược Tuyết, ta đệ tử giỏi, ngươi lúc này tới là làm gì? Chẳng lẽ là chúc mừng ngươi sư phụ sớm ngày thành công trở về? Linh Vận, người đồ đệ này ngược lại là thức thân thể to lớn. Hạ Nhược Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, mở miệng nói. Cung chủ, sư tôn, van cầu ngươi, tha Diệp Thần một mạng. Hạ Nhược Tuyết bên trong đôi mắt lóe lên nước mắt, khổ khổ cầu khẩn. Bây giờ Linh Vận tuyệt đối không phải Diệp Thần có thể đánh thắng được, nếu như nàng không cầu tha thứ nói, đến lúc đó Linh Vận nói không chừng thật cầm Diệp Thần cho giết chết. Tha hắn một mạng, Diệp Thần nếu dám đến, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Linh Vận híp mắt, lóe lên một chút tàn nhẫn thần sắc. Nàng đã cho qua Diệp Thần rất nhiều lần cơ hội, thậm chí bởi vì mình đồ nhi, còn đi cứu hắn một mạng. Không biết cảm ơn cũng được đi, còn dám tới Linh Tiên Đế cung khiêu khích, trong nội tâm của nàng mặt đã sớm nổi lên sát tâm. Mấu chốt nàng trả giá bất cứ giá nào. Sau này thì coi là có nghịch thiên cơ duyên, nàng tu vi cũng không khả năng tiến thêm một bước. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Diệp Thần. Sư tôn, chỉ cần ngươi tha Diệp Thần một mạng, ta nguyện ý cùng hắn không bao giờ gặp nhau. Hạ Nhược Tuyết mặt đẹp không có chút nào màu máu, đứng tại chỗ, thân thể đều có chút nghiêng. Vừa nghĩ tới và Diệp Thần không bao giờ gặp nhau, cũng cảm giác trời sập xuống vậy. Được, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ lưu Diệp Thần một cái mạng. Linh Vận tiếng nói vừa dứt, khóe miệng một chút nụ cười như có như không. Thả qua Diệp Thần, thật có thể sao? Bất quá nàng tự nhiên sẽ không để cho Diệp Thần như vậy dễ như trở bàn tay chết. Nàng sẽ chặt đứt Diệp Thần tứ chi, phế bỏ Diệp Thần đan điền.
để cho Diệp Thần trải qua vĩnh viễn hành hạ. Loại đau khổ này có thể so với giết chết một người người nặng nề hơn. Cái này vốn là nàng phải làm, nếu như đổi lại Hạ Nhược Tuyết từ bỏ ý định, ngược lại cũng không tệ. Ngay tại Linh Vận muốn lên đường thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Cô gái này chính là Kỳ Tư Thanh. Thời khắc này Kỳ Tư Thanh lại tu vi đã đạt phong môn cảnh 3 tầng thiên. Tại chưa có Linh Vận như vậy hạn chế dưới, nàng tốc độ đột phá lại có thể nhanh như vậy. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Nàng xuất hiện, để cho Linh Vận tròng mắt có chút tức giận. Ngày đó xuất quan, chính là bởi vì Kỳ Tư Thanh, nàng không có thu hoạch bất kỳ tiếng vỗ tay. Hơn nữa, tên đồ đệ này, bởi vì Hạ Linh Thu một câu nói, lại nữa do nàng chăm sóc huấn luyện. Tất cả chuyện tu luyện, trực tiếp cùng Hạ Linh Thu đối tiếp. Cái này địa vị và đãi ngộ vượt xa mình. Bây giờ Linh Vận đối với Kỳ Tư Thanh thậm chí có chút tức giận. Kỳ Tư Thanh quanh thân lộ ra một chút đột phá hơi thở, nàng con ngươi nhìn lướt qua mọi người, sau đó một kiếm ngưng tụ ra. Hơi dùng sức, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Cường đại kiếm ý phát ra. Hạ Linh Thu, đến đây chấm dứt đi, ngươi nếu thật muốn tác thành Linh Vận và Diệp Thần một năm ước hẹn, cũng không cần phải sử dụng như thế nhiều thủ đoạn. Công bằng một chàng, chẳng lẽ không được? Lời này vừa nói ra, Hạ Nhược Tuyết và Linh Vận có chút hơi biến sắc. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh lại sẽ không ngừng kêu cung chủ tục danh. Mấu chốt Kỳ Tư Thanh trên mình tại sao sẽ có một loại cảm giác xa lạ. Thậm chí ánh mắt kia, tràn đầy một đạo quyết nhiên cao ngạo. Nhưng mà Hạ Linh Thu lại cười, Kỳ Tư Thanh, ngươi không quá dễ tu luyện, tới nơi này làm gì? Còn nữa, ngươi thật lấy vì ngươi có chút thiên phú, liền có thể can thiệp một ít chuyện. Nếu không phải bởi vì trên mình ngươi còn có giá trị lợi dụng, ngươi có lẽ đã chết. Nói xong, Hạ Linh Thu quanh thân thả ra cực mạnh dùng mình. Vô tận uy áp hướng Kỳ Tư Thanh bao phủ đi. Tựa hồ muốn bức bách Kỳ Tư Thanh quỳ xuống. Nhưng mà Kỳ Tư Thanh ấn đường nhưng là lóe lên một đạo cổ xưa đường vân, uy áp ngay tức thì hóa giải. Hạ Linh Thu con ngươi hơi ngẩn ra. Nàng phát hiện trước mắt cái này Kỳ Tư Thanh tựa hồ có chút mất khống chế. Như vậy thiên phú vào huyết mạch, chẳng lẽ Kỳ Tư Thanh là trong truyền thuyết chuyển thế người? Cũng hoặc là nói, người này bị đoạt xác. Hạ Linh Thu thần sắc ngưng trọng, bất quá vừa nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh trong cơ thể cũng trồng thuộc về nàng cấm chế, nàng không chỉ có thở dài một hơi. Bỏ mặc Kỳ Tư Thanh lai lịch ra sao, cuối cùng là nàng làm đồ cưới. Thậm chí Kỳ Tư Thanh càng mạnh, cùng nàng hoàn toàn nắm trong tay Kỳ Tư Thanh trẻ tuổi như vậy thân thể, liền có thể vượt qua bây giờ cực hạn. Bước vào thần quốc. Trở thành chân chính chói mắt cao cấp thiên tài. Đây cũng là nàng Hạ Linh Thu dã tâm. Kỳ Tư Thanh bước ra một bước, mở miệng nói, Hạ Linh Thu, bên ngoài vậy hai ông cụ là chuyện gì xảy ra? Đây là Linh Tiên Đế Cung và Diệp Thần ân oán, ngươi tìm những người khác, tựa hồ không đạo nghĩa đi. Hạ Linh Thu một lần nữa bất ngờ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh thần hồn lại như vậy khủng bố. Lại có thể phát giác vậy chỗ tối hai người. Hạ Linh Thu khôi phục bình tĩnh, vỗ tay một cái, ngay tức thì hai vị hơi thở cực kỳ kinh người ông già xuất hiện ở ngoài cửa. Trên người hai người này hơi thở và Linh Tiên Đế Cung không liên quan. Thậm chí trên người hai người này còn có một chút cảm giác quỷ dị. Kỳ Tư Thanh lãnh đạm con ngươi nhìn lướt qua hai người, tiếp tục mở miệng nói, Hạ Linh Thu, người thật không cảm giác được mình qua. Bất quá là đối phó một người thanh niên, lại vẫn cấu kết hồn điện. Nghe đến chỗ này, Hạ Nhược Tuyết tròng mắt trợn to. Hồn điện và Linh Tiên Đế Cung không phải có thủ oán sao, như vậy hai vị hồn điện ông già vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Không chỉ Hạ Nhược Tuyết khiếp sợ, liền phong môn hậu kỳ Linh Vận vậy rung động. Nàng nhìn về phía Hạ Linh Thu, cung chủ, đây là ta cùng Diệp Thần ân oán, vì sao hồn điện người muốn nhúng tay? Hạ Linh Thu duỗi người, lắc lắc ly trà trong tay. Nhàn nhạt nói, ở trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn. Hồn điện ta cố nhiên không thích, nhưng là hồn điện điện chủ mở ra điều kiện quá mê người. Hồn điện điện chủ muốn vậy Diệp Thần mệnh. Đã như vậy, còn không bằng để cho bọn họ đưa Diệp Thần lên đường đây. Nếu như Diệp Thần thua, chỉ có thể trách hắn không có tư cách để cho ngươi ra tay. Nếu như hắn thắng,
chính là thuyết minh cái này Diệp Thần thật sự là nghịch thiên, ở ngươi và hắn giao thủ trước, dây dưa một dây dưa thằng nhóc này, tựa hồ cũng không tệ. Linh Vận có chút thẹn quá thành giận, cung chủ, ta thực lực đủ đối kháng vậy con kiến hôi, không cần hồn điện ra tay. Xin, bót, lời còn chưa nói hết, một đạo vô hình trưởng pháp cuộn sạch xuống. Trực tiếp tát ở trên gò má Linh Vận. Sau đó băng hàn thanh âm chậm rãi rơi xuống. Ta nói, ta Linh Tiên Đế Cung chỉ có thể thắng, ta sẽ không cho vậy Diệp Thần nửa điểm cơ hội. Còn nữa, ta hạ Linh Thu mệnh lệnh, bất kể là ai, cũng không có tư cách phản kháng. Kỷ Tư Thanh như vậy, người Linh Vận cũng là như vậy. Trong cung điện, bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đến mức tận cùng. Hạ Linh Thu thành tựu Linh Tiên Đế Cung cao nhất cung chủ, tự nhiên có cái quyền lợi này. Nàng cả đời vô cùng cao ngạo. Hơn nữa chưa bao giờ tính sai qua. Thiên phú của nàng dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục cũng có thể vị nghịch thiên. Nàng ở 18 tuổi năm ấy, bất ngờ lấy được linh võ đại lục thần bí nhất truyền thừa một trong. Nàng tu tập cao nhất công pháp. Cố nhiên tăng lên thực lực giá phải trả khá là to lớn. Nhưng là nàng không có bất kỳ hối hận. Nàng từng bước một leo lên. Dựa vào mình sức lực của một người đem Linh Tiên Đế Cung trở thành linh võ đại lục thế lực cao cấp. Nàng khi còn sống tràn đầy thần bí khí. Mà giờ khắc này, nàng biết vậy con kiến hôi Diệp Thần và Linh Vận một năm ước hẹn chính là nàng ván cầu. Cái này ván cầu, phải thành công. Không tiếc bất cứ giá nào. Cửa Kỷ Tư Thanh trong mắt mang một chút dùng mình, cố nhiên trong lòng không vui, nhưng là nàng rất rõ ràng, hiện tại mình thực lực không cách nào chống lại Hạ Linh Thu. Nàng bất quá là muốn nói phục Hạ Linh Thu. Bây giờ nhìn lại, cái này ngoan cố thêm điên cuồng người phụ nữ, căn bản không có thể bị tự mình nói phục. Diệp Thần tình cảnh càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Cái này hai vị hồn điện cường giả, tu vi đều là phong môn tầng 6 thiên. Rất hiển nhiên, cái này hai người ở hồn điện thân phận đều không yếu. Hồn điện điện chủ hiển nhiên quyết định không để ý hết thảy lau đi Diệp Thần. Hơn nữa đây là Hạ Linh Thu địa bàn, Hạ Linh Thu vậy tuyệt sẽ không để cho Diệp Thần thắng. Bỏ mặc Diệp Thần như thế nào đi nữa nghịch thiên, hôm nay rơi xuống cơ hội cực kỳ lớn. Đáng tiếc, bây giờ nàng định trước không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngay tại lúc này, vậy hai vị hồn điện trưởng lão chắp tay nói, Hạ cung chủ, chúng ta còn có nhiệm vụ trên người, nếu vậy Diệp Thần tới, liền do chúng ta mang đi. Chúng ta điện chủ chỉ cần Diệp Thần đầu lâu, hắn thân thể có thể thuộc về các ngươi Linh Tiên Đế Cung. Trên hai người phun trào ra hắc khí, nhìn như cực kỳ âm tà quỷ dị. Hạ Linh Thu uống một hớp trà, thần sắc lạnh nhạt nói, quy củ dĩ nhiên là như vậy. Chỉ bất quá, các ngươi cái này hồn điện uy danh lan xa thiên địa nhị lão thật có thể bắt lại tiểu súc sinh kia. Thiên địa nhị lão hừ lạnh một tiếng, không nhọc Hạ cung chủ quan tâm. Điện chủ để cho chúng ta tới nơi này tự nhiên là có nguyên do. Chúng ta có lòng tin, Diệp Thần tiểu súc sinh kia, không chống nổi ba chiêu. Nói xong, hai đạo hắc khí liền hướng bên ngoài cuốn lên đi. Nguy cơ chạm một cái liền bùng nổ. Linh Vận nhìn thiên địa nhị lão rời đi, siết chặt quả đấm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực mình tăng lên tới như vậy bước, căn bản không có dùng. Nàng cuối cùng không cách nào hưởng thụ bóp chết Diệp Thần, hành hạ Diệp Thần khoái cảm. Thậm chí, nàng nếu không cách nào tự tay đánh bại Diệp Thần, nàng đạo tâm sẽ bị dao động. Diệp Thần đối mặt cái này hai người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng hết thảy cuối cùng sẽ phó mặc sự đời. Hạ Nhược Tuyết chau mày, nàng biết không cách nào thay đổi trước mắt chiến cuộc, nàng đi tới Kỷ Tư Thanh trước mặt, nhẹ giọng nói, Tư Thanh, tiếp theo nên làm cái gì? Kỷ Tư Thanh trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, tiếp theo, chúng ta lựa chọn duy nhất chính là tin tưởng Diệp Thần. Hắn ra khỏi quá nhiều kỳ tích, hy vọng lần này, cũng không ngoại lệ. Linh Tiên Đế Cung bên trong. Diệp Thần bước chân rốt cuộc vẫn là dừng lại. Trước mặt hắn đứng hai cái ông già. Diệp Thần nhìn phía trước hai người, toát ra vẻ ngưng trọng thần sắc. Mặc dù cái này hai người hơi thở không có bộc lộ ra ngoài. Bất quá Diệp Thần có thể cảm giác đến, tuyệt đối là phong môn cảnh cường giả, hơn nữa tầng 5 thiên trở lên thực lực. Bất quá, để cho Diệp Thần cảm giác được quỷ dị chính là, hai người này hơi thở,
cực kỳ quen thuộc. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, chính là đoán được hồn điện. U minh thung lũng bên trong, hồn điện và linh tiên đế cung hiển nhiên không hợp nhau. Vì sao hôm nay, nơi đây sẽ xuất hiện hồn điện người? Hắn do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, lúc nào, hồn điện trưởng lão đều biến thành linh tiên đế cung chó. Lời này vừa nói ra, thiên địa nhị lão gương mặt dữ tợn. Tiểu súc sinh, sự tồn tại của ngươi đã uy hiếp đến hồn điện kế hoạch. Điện chủ có lệnh, phải để cho ngươi không sống qua hôm nay. Ta xem ngươi vẫn là cân nhắc một chút mình tình cảnh đi. Hồn điện thiên địa nhị lão, từ nhỏ chính là sanh đôi huynh đệ. Hai người thần giao cách cảm, lại là có một bộ hợp kích thuật, dù là đối mặt phong môn cảnh tầng 7 thiên cường giả, đều có sức đánh một trận. Hôm nay, ngươi có thể chết ở anh em chúng ta trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Bọn họ hai người đều là phong môn cảnh tầng 6 thiên cường giả, nếu không phải Trần trưởng lão mấy người quá mức phế vật. Bọn họ mới sẽ không đích thân ra tay, phong môn cảnh đối phó tinh khiếu sơ kỳ cường giả, chân thực có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Các ngươi hai cái nói nhảm quá nhiều. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, cầm chặt thú hủ kiếm trực tiếp xông lên đi giết. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Mượn mặt đất lực lượng, hai chân nhẹ cong, phóng hướng trong hư không. Ở bay về phía hư không trong nháy mắt, thú hủ kiếm quơ múa ra. Một kiếm hạ xuống, mưa gió biến sắc, kiếm khí bên trong quấn vòng quanh màu đen ma khí, giống như ác quỷ ở bọn họ bên tai gầm thét. Thiên địa nhị lão thần sắc không thay đổi, thậm chí bên trong đôi mắt còn có một chút thần sắc giễu cợt. Diệp Thần một kiếm này uy lực thì không tệ, nhưng là muốn đánh bại bọn họ thiên địa nhị lão. Còn có chút chênh lệch. Ở phía xa xem cuộc chiến linh tiên đế cung đệ tử, từng cái thần tình kích động, thiên địa nhị lão mặc dù không phải là linh tiên đế cung người, nhưng là từ về khí thế tới xem, tất nhiên nghiền ép Diệp Thần, hai người liên hiệp ra tay, Diệp Thần tuyệt đối không sống nổi. Đây chính là phong môn cảnh cường giả, mỗi một chiêu đều hàm chứa uy thế kinh khủng. Kiếm khí tùy ý mở, Diệp Thần bóng người bỗng nhiên nhào qua. Thiên địa nhị lão hai người thần giao cách cảm, nhẹ hai mắt nhìn nhau một cái, là có thể rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Bọn họ hai người bóng người bỗng nhiên xông lên đi giết, trước sau giáp công, quyết định một kích giết chết. Nếu là một chiêu dây không hết Diệp Thần mà nói, bọn họ cũng không có cái gì mặt mũi. Ở Diệp Thần trước sau, thiên địa nhị lão tạo thành giáp công thế, bàn tay của bọn họ bên trong, kinh khủng năng lượng tùy ý đi ra. Ngưng tụ thành một đao một kiếm hư ảnh, bổ về phía Diệp Thần thân thể. Một đao một kiếm cực nhanh lưu chuyển, ngưng tụ thành một cổ thiên địa thế, muốn hoàn toàn trấn áp Diệp Thần. Trảm thiên nhất kiếm, cuồng bạo kiếm ý, từ Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm bên trong khơi thông ra. Nhưng mà trảm thiên nhất kiếm lực lượng đối mặt thiên địa nhị lão, cũng không thể đủ mang đến quá lớn trở ngại, chỉ có thể để cho một đao một kiếm dừng lại một hơi thở thời gian, nhưng là đối với Diệp Thần mà nói, đã đủ. Diệp Thần lợi dụng cái này một hơi thở thời gian, tránh thoát phía trước một đao, ngay tức thì xông về địa lão. Kiếm ý hơi thở không ngừng từ Diệp Thần trong cơ thể tràn ngập, thú hủ kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Bất hủ kiếm ý từ Diệp Thần trong cơ thể liều mạng bộc lộ ra ngoài. Thiên địa nhị lão hai người thần giao cách cảm, Diệp Thần nhất định phải mau sớm giải quyết hết một người, mới có thắng hy vọng. Còn như sau lưng một kiếm, Diệp Thần chẳng ngó ngàng gì tới, vô luận như thế nào cũng phải để cho địa lão bị nhất định thương thế. Chỉ có tìm được một cửa đột phá, Diệp Thần mới có thể từ cái đột phá này trong miệng mặt, tìm được tiên cơ. Một đạo cực hạn kiếm quang. Đưa tới không gian chấn động, ở xa xa linh tiên đế cung đệ tử, cũng có thể cảm giác đến một cổ kinh khủng kiếm ý, để cho bọn họ không dám có bất kỳ nhúc nhích. Địa lão thấy Diệp Thần đã xông về đến mình trước mặt, tiện tay chính là một chưởng đánh ra. Hắn tự tin, mình phong môn cảnh thực lực, dù là lấy tay cũng có thể ngăn cản Diệp Thần một kiếm. Đây cũng là cảnh giới nghiền ép. Coi như Diệp Thần lại nghịch thiên, luôn không khả năng thả ra lực lượng. Liền hắn cũng không ngăn cản được đi. Nhưng mà, hắn hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Oanh! Diệp Thần một kiếm hạ xuống toàn bộ mặt đất, đất rung núi chuyển, đúng cái thiên địa ảm đạm xuống. Một kiếm tử khí đông lai. Đâm! Địa lão phát ra một tiếng thống khổ gầm thét,
hắn một cái tay lại bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt. Địa lão trong mắt dữ tợn, tràn đầy khó tin. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn triệt để cảm nhận được Diệp Thần lực lượng. Cái này không phải tinh khiếu cảnh. Lực lượng này hoàn toàn không thua mình. Làm sao có thể? Vượt cấp năng lực tác chiến thiên tài yêu nghiệt không phải là không có. Nhưng là có thể lấy tinh khiếu cảnh sơ kỳ dung chuyển bọn họ, linh võ đại lục cơ hồ không có. Duy nhất có thể xuất hiện, chỉ sẽ là thần quốc. Thiên lão vừa thấy đệ đệ mình bị thương, tức giận ngất trời, chợt quát một tiếng trực tiếp xông lại. Vốn là Diệp Thần muốn phải thừa dịp địa lão bị thương một khắc kia, trực tiếp phát động một kích chí mạng, bất quá thấy thiên lão xông tới trong nháy mắt, chỉ có thể làm thôi. Hắn sau lưng chảy xuôi máu loáng, vì để cho địa lão bị thương, hắn chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng sau lưng một kiếm. Thậm chí hắn cũng không có kích hoạt xích trần thần mạch. Dẫu sao xích trần thần mạch quá hao phí linh lực. Nếu như linh lực hao hết, có lẽ đối mặt linh vận, hắn liền đánh lại năng lực cũng không có. Làm. Vội vàng để gặp, Diệp Thần nghiêng đầu dùng thú hủ kiếm ngăn trở ở thiên lão một kiếm. Phốc suy. To lớn lực phản chấn, đan điền chấn động. Diệp Thần trực tiếp từ trong miệng khạc ra một búng máu. Đỏ bừng máu. Hắn thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước, một cặp tròng mắt ngưng trọng nhìn trời lão. Hai người mặc dù đều là phong môn tầng 6 trời, nhưng là chênh lệch lại to lớn như vậy. Ngươi lại dám tổn thương đệ đệ ta, hôm nay lão phu muốn ngươi mệnh. Thiên lão tức giận công tâm, từng kiếm một không ngừng đâm về phía Diệp Thần. Mỗi một kiếm cũng xen lẫn kinh khủng lực lượng, Diệp Thần quơ múa trong tay thú hủ kiếm, từng đạo kiếm quang chém ra đi. Thiên lão thực lực rõ ràng so địa lão cường thượng một ít, dù là Diệp Thần cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Cùng thời khắc đó, gãy một cánh tay địa lão con người ngưng trọng, ngay tức thì trốn vào trong hư không mặt, ngón tay bắt pháp quyết, hắn hơi thở lại hoàn toàn ẩn núp. Hiển nhiên là vận dụng hồn điện nào đó loại thuật pháp. Diệp Thần con người nặng nề, hắn một bên sẽ đối kháng thiên lão, một bên phải cẩn thận ẩn núp trong bóng tối địa lão. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, chính là địa lão. Địa lão cười lạnh một tiếng, trong tay nắm một chuôi đoản đao. Đột nhiên bây giờ đâm về phía hắn sau lưng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vừa định phản kích, thiên lão vô tận kiếm ảnh nhưng từ chính diện như một con cự thú cắn nuốt. Diệp Thần chỉ có thể buông tha. Ở hắn xem ra, địa lão đã bị thương. Mình cường đại thân xác tất nhiên có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đâm một tiếng, Diệp Thần sau lưng chảy ra máu loáng, tung tóe trên không trung. Diệp Thần cưỡng ép nhịn được sau lưng đau đớn, uốn người một kiếm chém ra đi. Ở một kiếm chém lúc tới, địa lão lui về phía sau hai bước, cũng chỉ lúc này, Diệp Thần từ hai người trước sau bao vây bên trong chạy khỏi. Trong đầu không ngừng truyền tới phong thanh dương thanh âm. Diệp Thần, cái này thiên địa nhị lão liên hiệp không thể nhỏ xem, bọn họ cố nhiên là hai người. Nhưng bởi vì quanh năm luyện tập, thuật pháp và kiếm ý hoàn toàn có thể bùng nổ vượt qua tầng 6 thiên lực lượng. Phải đối mặt như vậy hai vị cường giả, người chỉ có đem ta giao người ba đạo kiếm ý kết hợp. Đây đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng là đối với ngươi mà nói không tính là khó khăn. Tiếp theo ngươi dựa theo ta nói làm. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, được. Ở Diệp Thần chạy trốn trong nháy mắt, ngay tức thì và hai người kéo ra khoảng cách. Một giọt máu tươi bước ra, trong tay thú hủ kiếm, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Ngập trời ma khí phún ra ngoài, ba loại kiếm ý từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Cái này ba loại kiếm ý bồng bềnh ở trong hư không, truyền tới từng tiếng kinh khủng rên. Trảm thiên nhất kiếm, phần thiên nhất kiếm, vạn cổ kinh lôi kiếm. Đối với hai người chặt chẽ liên thủ, Diệp Thần không dám xem thường. Thú hủ kiếm thân kiếm có ba loại hơi thở, cái này ba loại hơi thở quỷ dị chung một chỗ, cũng không có phát sinh bất kỳ mâu thuẫn. Thiên địa nhị lão hai người sắc mặt cực kỳ cổ quái, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua tà môn như vậy sự việc. Cái này ba đạo kiếm ý lại bị thằng nhóc này dung hợp. Một người lại ngay tức thì sử xuất ba đạo kiếm ý. Điều này sao có thể? Mấu chốt mỗi một đạo kiếm ý cũng đạt tới bịt cửa lực lượng. Thật là có thể dùng không thể tưởng tượng nổi tới xem. Bọn họ ánh mắt vô cùng nghiêm túc,
đối với Diệp Thần lại vậy không có bất kỳ ý khinh thị nào. Nếu như người này không bóp chết, vô cùng hậu hoạn. Ba loại kiếm ý hơi thở, ngưng tụ chung một chỗ, truyền tới đinh tai nhức óc tiếng vang. Linh Tiên Đế cung đệ tử, che lỗ tai, mặt dữ tợn gò má, không ngừng lui về phía sau. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ căn bản không sống nổi. Diệp Thần trên gương mặt mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ba loại kiếm ý dung hợp, ở trong mắt người khác đúng là không thể nào, nhưng ở Phong Thanh Dương trong mắt, xác xác thật thật có thể. Có thể dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra vượt qua bản thân lực lượng. Cổ lực lượng này không ngừng dung hợp vào một chỗ, kinh khủng hơi thở tràn ngập ra, cây cối chung quanh và cung điện, truyền tới rắc rắc thanh âm. Rắc rắc, rắc rắc. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, toàn bộ mặt đất bắt đầu vỡ nát, đất cát nham thạch văng tứ phía. Ở Diệp Thần chung quanh tạo thành một cơn gió lốc, hắn đứng ở trong hư không, trong tay thú hủ kiếm toát ra ma khí. Ma khí và ba loại kiếm ý dung hợp vào một chỗ, càng đạt tới một người vô cùng hắn đáng sợ trình độ. Thiên địa nhị lão sắc mặt đổi được ngưng trọng, liếc nhìn nhau. Bọn họ hai người cảm giác được nguy cơ đến, không do dự nữa, đơn trưởng đụng chạm. Lòng bàn tay lóe lên một đạo hồn điện minh ấn. Hai cái bên trong cơ thể năng lượng lẫn nhau thay nhau dung hợp. Hai cổ hơi thở, để cho Linh Tiên Đế cung đệ tử không ngừng lui về phía sau, hai người uy thế đã không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Chém! Diệp Thần tay dậy kiếm rơi, một đạo cực hạn kiếm mang, ngưng tụ thành một cái hắc long. Hắc long màu đỏ như máu trong mắt nhìn chằm chằm thiên địa nhị lão, phát ra từng cơn gầm thét. Diệp Thần năng lượng khơi thông đi ra, thiên địa biến sắc. Ở Linh Tiên Đế cung chu vi bách lý, giống như ngày tận thế vậy. Sấm sét lóe lên, từng đạo sấm sét xung nhập vào trong gió bão mặt, xen lẫn sấm sét diệt thế oai. Một kiếm này, Diệp Thần thề cần thiết chém ra một cái đại thế. Một kiếm chém phương hoa. Kiếm khí giống như tia chớp, bỗng nhiên bây giờ xông tới, nhưng mà chỉ gặp thiên địa nhị lão, một người đưa ra một cái tay. Lòng bàn tay của bọn họ, năng lượng tùy ý. Kinh khủng hơi thở phun ra, một đạo lóng lánh chùm tia sáng, ngay tức thì bộc phát ra. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, chính giữa truyền tới kinh khủng tiếng vang. Nổ năng lượng tùy ý, một ít Linh Tiên Đế cung đệ tử không kịp đề phòng, trực tiếp người bị thương nặng. Chung quanh một phiến khu vực toàn bộ biến thành phế tích. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, một ít đệ tử miệng phun máu loáng, sắc mặt trắng bệch. Sớm biết cũng không xem náo nhiệt. Diệp Thần sừng sững ở trong hư không, cánh tay, bụng, bắp đùi đều tràn đầy vết thương. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra một ít đan dược, bỏ vào trong miệng. Thiên địa nhị lão cũng không khá hơn chút nào, bọn họ hai người đứng trên mặt đất lên, cưỡng ép nhịn đau đau. Nếu không phải bọn họ hai người hợp lực, một người trong đó đã sớm chết rồi. Hiện tại bọn họ hai người trên mặt tràn đầy ngưng trọng thần sắc, lại cũng không dám xem nhẹ Diệp Thần. Trước mắt Diệp Thần bày ra thực lực, có tư cách và bọn họ đánh một trận. Linh Tiên Đế cung đệ tử cũng sớm đã bị khiếp sợ đến, bọn họ bên trong cũng có tinh khiếu cường giả, bị Linh Tiên Đế cung gọi là thiên tài. Nhưng là cùng Diệp Thần so với, căn bản không thể so sánh. Thiên địa nhị lão liếc nhìn nhau, hai người đã chẳng ngờ lại tiếp tục kéo dài. Lại kéo dài như vậy, biến số càng lớn, cũng không ai biết, Diệp Thần còn có cái gì hậu thủ. Vận dụng hồn điện cấm kỵ. Tà Long Minh Phượng. Thiên địa nhị lão nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay bắt pháp quyết, nháy mắt tức thì, thiên lão sau lưng xuất hiện một đầu ngàn trượng tà long. Địa lão xuất hiện sau lưng một đầu Minh Phượng, dương cánh ở trong hư không. Long Phượng ngâm minh, truyền tới tiếng vang, để cho Diệp Thần nhẹ biến sắc. Hư không mơ hồ bây giờ không ngừng đung đưa, sắp bể tan tành. Linh Tiên Đế cung đệ tử thấy một màn này, toát ra một chút sùng bái thần sắc. Tà Long Minh Phượng là thiên địa nhị lão bảng hiệu tuyệt kỹ, một khi vận dụng liền đại biểu liều mạng. Có thể làm cho hai người phong môn cường giả đối mặt tinh khiếu sơ kỳ võ giả liều mạng, vậy chỉ có Diệp Thần một người. Tà Long Minh Phượng bao phủ ở Diệp Thần, truyền tới một tiếng gầm thét. Diệp Thần trong mắt ngưng trọng, Tà Long Minh Phượng sinh ra uy thế để cho hắn hai chân chấn động. Lực lượng này, cực mạnh.
Xem ra hồn điện giá cao như vậy đối đãi mình, thật quyết định bóp chết mình. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, có thể để cho hồn điện làm như vậy, là bởi vì mình và hồn điện ngày xưa thù. Vẫn là bởi vì là mình biết rồi hồn điện và Lâm Tuyệt Long giữa bí mật. Vậy đủ để khiếp sợ linh võ đại lục bí mật. Hắn thân thể đang rỉ máu. Nhưng là Diệp Thần sẽ không nhận thua. Hắn con ngươi ngưng trọng. Hắn chậm rãi mở miệng, sư tôn, ta là hay không nên vận dụng Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch lực lượng. Phong Thanh Dương lắc đầu một cái, ta luôn cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Có chút lá bài tẩy, người không muốn bại lộ quá sớm. Tà Long Minh Phượng cố nhiên cường thế, nhưng là ngươi Diệp Thần là ta lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương đệ tử. Ta há sẽ cho ngươi thua. Lục đạo cái hộp kiếm, phong ấn tháo ra. Luân hồi mộ địa Phong Thanh Dương đột nhiên ngón tay bắt pháp quyết, chỉ điểm một chút ở Diệp Thần là hắn tìm về vậy lục đạo cái hộp kiếm bên trên. Chân chính lục đạo cái hộp kiếm. Mà ngoại giới, thời khắc này Diệp Thần cầm chặt trong tay thú hủ kiếm, đột nhiên bây giờ cả người trên dưới kiếm ý phun ra. Giờ khắc này, hắn tựa như kiếm đạo đứng đầu. Ta là lục đạo kiếm thần, kiếm tới. Diệp Thần sừng sững ở trong hư không, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Ông ông ông, Linh Tiên Đế Cung dùng kiếm đệ tử không phải số ít, bọn họ bội kiếm run rẩy vượt quá, đột nhiên bây giờ không nghe sai khiến, xông về Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, kiếm ý không ngừng tràn ra. Rắc rắc, trên hư không xuất hiện một đạo liệt ngân, kiếm ý tràn ngập ở chu vi vạn dặm. Vạn dặm bây giờ toàn bộ bị Diệp Thần kiếm ý bao phủ. Kiếm chi đạo, lục đạo vi tôn. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó cầm chặt thú hủ kiếm, kiếm khí ngất trời. Tựa như giờ khắc này, đi tới kiếm thế giới. Mà Diệp Thần chính là xứng đáng không thẹn kiếm đạo bá chủ. Đây là lục đạo cái hộp kiếm ở giữa bí mật. Làm kiếm ý đạt tới nhất định trình độ, dù là tinh khiếu cảnh, cũng có thể một kiếm chém chết phong môn cảnh. Giờ phút này, Diệp Thần không chỉ là lục đạo kiếm thần, huống chi hắn còn có bất hủ kiếm ý, hai người hợp hai là một, đạt tới trình độ kinh người. Vèo, vẫy tay một kiếm hạ xuống, tựa như chém ra một cái sáng chói phương hoa. Cả thế giới chỉ còn lại một kiếm này. Kiếm quang phá vỡ chân trời, mang một cổ sơ sắc tiêu điều hơi thở, điên cuồng xông tới. Tà Long thân thể cao lớn xông tới, nhưng mà không tới ba hơi thở thời gian. Trực tiếp bể tan tành. Minh Phượng khạc ra một miệng minh lửa, nhưng mà cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Một kiếm này thế không thể đỡ. Kiếm ra tất thấy máu. Thiên địa nhị lão cả người sắc mặt đại biến, không tự chủ há to miệng. Một kiếm này chân thực quá mức khủng bố, chí mạng cảm giác nguy cơ, tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Bọn họ không đỡ được. Thiên địa nhị lão liếc nhìn nhau. Đột nhiên sử dụng một cái tràn đầy máu tươi người rơm. Cái này người rơm cũng không có bất kỳ hơi thở lưu động, nhưng lại để cho Diệp Thần nhướng mày một cái. Oanh! Kiếm khí khơi thông đi ra ngoài, rơi vào thiên địa nhị lão trên mình. Thiên địa nhị lão bóng người tại chỗ biến mất, Linh Tiên Đế Cung võ giả, nhìn cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ thiên địa nhị lão bỏ mình? Điều này sao có thể? Phốc suy! Ở hư không một nơi. Mọi người thấy thiên địa nhị lão bóng người. Giờ phút này thiên địa nhị lão hơi thở hỗn loạn, trên mặt một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Thật may ban đầu bọn họ ở một nơi cấm trong ruộng lấy được thay chết rơm dạ, mới có thể sống sót. Nếu không ở Diệp Thần một kiếm bên trong, cũng sớm đã tử vong. Ngươi cái tiểu súc sinh, lão phu hôm nay nhất định phải giết ngươi. Địa lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tay trái bị Diệp Thần chặt đứt. Hơn nữa mới vừa khoảng cách tử vong chỉ có một đường, để cho hắn tức giận ngất trời. Diệp Thần cười không nói, sắc mặt hắn mặc dù có chút trắng bệch, trên mình còn có một chút thương thế, nhưng là hiện tại tiêu diệt trọng thương thiên địa nhị lão không có bất kỳ vấn đề. Nếu như cái này hai người phong môn cường giả muốn tìm chết mà nói, Diệp Thần không ngại đưa bọn họ một đoạn đường. Ở thiên địa nhị lão chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm lạnh lùng. Lui ra. Một câu nói, để cho thiên địa nhị lão không dám phản bác, Linh Tiên Đế Cung đệ tử, nghe gặp thanh âm, toát ra vẻ kích động thần sắc. Linh Tiên Đế Cung cung chủ tới.
Diệp Thần khóe miệng hiện lên một chút tà cười, Linh Vận và Hạ Linh Thu rốt cuộc xuất hiện. Hắn cùng giờ khắc này, đã chờ đợi một năm thời gian. Bọn họ bây giờ là thời điểm làm ra một cái đoạn. Hồn điện, cũng không quá như vậy. Người thiên địa nhị lão và một cái tinh khiếu cảnh tiểu xúc sinh tác chiến, lại vẫn rơi được như vậy trọng thương. Xem ra, ta Hạ Linh Thu vẫn là cao xem hồn điện. Không gặp người trước nghe tiếng. Đây là Hạ Linh Thu thanh âm. Thiên địa nhị lão mặc dù nội tâm tức giận, nhưng hay là xấu hổ cúi đầu xuống. Mới vừa rồi cùng Diệp Thần đánh một trận, bọn họ đích xác không địch lại. Bọn họ cũng xử xuất tà long minh phượng, nhưng mà ai có thể tin tưởng, vẫn là bại bởi Diệp Thần một kiếm kia. Hiện tại hai người trọng thương, đối mặt yêu nghiệt kia Diệp Thần, căn bản không có sức đánh một trận. Chỉ có thể bị nghiền ép. Ai có thể nghĩ tới, một năm trước, cái đó mới vừa bước vào linh võ đại lục hèn mọn thanh niên, lại đang một năm thời gian thành tăng đến tình cảnh này. Kinh người nghe. Hạ cung chủ, chúng ta cáo lui. Thiên địa nhị lão cung kính mở miệng, hung tợn nhìn một cái Diệp Thần, trực tiếp lui ra. Ở trong mắt bọn họ mặt, Diệp Thần đã là một người chết. Cố nhiên không thể chết được tại bọn họ tay. Nhưng hiện tại Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, thương thế trên người cực kỳ nặng. Nếu như Linh Vận ra tay, Diệp Thần nhất định không địch lại. Phải biết, Hạ Linh Thu không biết dùng thủ đoạn gì, để cho Linh Vận tăng lên tới phong môn cảnh hậu kỳ. Một cái trọng thương tinh khiếu cảnh, làm sao dung chuyển liền trạng thái tột cùng Linh Vận. Trong hư không, một đạo bóng người đồ đen sừng sững, mặt nàng lên tràn đầy lạnh lùng cao ngạo thần sắc. Một đôi khinh thường trong mắt, nhàn nhạt nhìn Diệp Thần một mắt. Nàng mắt nhìn xuống Diệp Thần, tựa như đối đãi một con kiến hôi. Mà sau lưng nàng, đứng ba đạo thân ảnh. Một đạo cực kỳ kinh người và khí tức lạnh như băng, đó chính là Linh Vận. Đã từng đối với Diệp Thần vô tận làm nhục, ngay trước Diệp Thần mặt lộ vẻ đi Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết Linh Vận. Còn dư lại hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ dĩ nhiên là Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết khẽ nhếch miệng, muốn nói điều gì, nhưng là phát hiện một cổ lực lượng vô hình phong tỏa mình. Nàng không cách nào mở miệng, càng không cách nào hướng Diệp Thần đến gần một bước. Kỳ Tư Thanh trong mắt ngưng trọng lại dửng dưng. Giờ khắc này, nàng nội tâm thật ra thì có chút dao động. Dẫu sao, bây giờ Diệp Thần, chính là một cái người máu. Có chút chật vật, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Không biểu lộ hốt hoảng, chính là cho Diệp Thần lớn nhất an lòng. Đây là một cái cô gái thiên tài tự biết. Bót bót bót. Hạ Linh Thu đưa tay ra, vỗ vỗ tay, Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt. Xem ra, ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi. Hiện tại ngươi ở tinh khiếu cảnh, lại có thể dung chuyển hồn điện thiên địa nhị lão, không tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi lại trưởng thành tiếp, có lẽ ta cũng sẽ cảm giác được sợ chứ. Có ý tứ, thật sự có ý kiến. Bất quá, ngươi thật xác định cái này một năm ước hẹn còn muốn đánh xuống. Bây giờ ngươi, còn có thể chống đỡ bao lâu? Ta Linh Tiên Đế Cung cũng không muốn truyền ra lấy mạnh gạt yếu danh tiếng xấu đây. Không đúng. Ta tựa hồ suy nghĩ nhiều, người chết như thế nào tỏa ra tin tức đây? Nói tới chỗ này, Hạ Linh Thu nhìn về phía trong mắt lạnh như băng Linh Vận, phân phó nói. Từ thực lực lên, ta đã vì ngươi tăng lên tới phong môn cảnh tầng 7 trời, đây coi như là phong môn hậu kỳ. Một cái phong môn hậu kỳ, nếu như bại bởi một cái trọng thương tinh khiếu cảnh, ngươi hẳn rõ ràng hậu quả như thế nào đi. Lần này, ngươi chỉ có thể thắng. Linh Vận bước ra một bước, cười lạnh một tiếng, ta em gái ngoan, người yên tâm. Nói xong, chính là hướng Diệp Thần đi. Hạ Linh Thu hơi ngẩn ra, lại không nghĩ rằng, Linh Vận sẽ vào lúc này nói ra hai người quan hệ. Nàng thần sắc trầm xuống, đối với Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh nói, hôm nay bắt đầu, các ngươi liền chặn người này niệm tưởng. Thật tốt tu luyện. Võ đạo một đường, thất tình lục dục phải chặt đứt. Chỉ có như vậy. Mới có thể bước lên cao nhất chi đạo. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh đối lập. Khí tức lạnh như băng phát ra. Đây là đã từng là một năm ước hẹn. Linh Vận, ta còn lấy vì ngươi một mực dự định co đầu rút cổ ở trong cung điện mặt. Diệp Thần nhẹ giọng mở miệng, hắn có thể cảm nhận được Linh Vận hơi thở, sâu không lường được,
giống như mênh mông biển khơi không thấy được cuối. Chỉ bất quá mặt hắn lên cũng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi. Linh vận thực lực hắn cũng sớm đã rõ ràng. Hắn đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị, bất kể như thế nào, hắn đều phải đánh bại linh vận. Đây là người đàn ông tôn nghiêm. Không nghĩ tới người con kiến hôi, có thể đi tới bước này. Linh vận trong lời nói mặt có một chút khiếp sợ, bất quá càng nhiều hơn nhưng là khinh thường. Có thể đánh bại thiên địa nhị lão thì như thế nào? Ở nàng trong mắt, thiên địa nhị lão bất quá phong môn tầng 6 trời, mà nàng nhưng là tầng 7 thiên. Thậm chí hôm đó đột phá, dừng bước 8 tầng thiên. Nếu không phải thiếu ít một chút cảm ngộ, nàng có thể đã bước vào 8 tầng thiên. Phong môn sau đó, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, chính là ngàn kém vạn đừng. Giờ phút này Diệp Thần trọng thương, nàng và Diệp Thần bây giờ có tuyệt đối chênh lệch. Sự chênh lệch này bất kỳ bí thuật đều không cách nào đền bù. Diệp Thần không nói gì, linh vận khắc nghiệt mặt mũi, hắn gặp qua không phải một lần hai lần. Lần này, hắn muốn hoàn toàn nghiền linh vận kiêu ngạo. Vèo, linh vận ném ra một viên thuốc, Diệp Thần nắm trong tay nhìn một cái. Đây là linh xuân đan, có thể chữa trị trên mình ngươi bất kỳ thương thế, nếu ngươi muốn phải hoàn thành một năm ước hẹn ước định, ta có thể tác thành ngươi. Hạ linh thu thủ đoạn hèn hạ, ta cũng không tiếc. Ta muốn quang minh chánh đại nghiền ép ngươi. Triệt triệt để cho ngươi cảm giác được tuyệt vọng. Để cho ngươi rõ ràng cái gì mới thật sự là thực lực. Linh vận đang nói chuyện giống như là đối với Diệp Thần ban cho vậy. Ha ha! Diệp Thần một cái tay trực tiếp bóp vỡ đan dược, linh vận đổ hắn khinh thường. Thấy một màn này, linh vận tức giận ngực phập phồng, không nghĩ tới Diệp Thần cuồng vọng tự lớn, lại như thế không biết phải trái. Ngông cuồng! Vô tận sóng âm chấn động. Ở giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Thời khắc này linh vận phảng phất là một khối nắm giữ. Nàng ở linh tiên đế cung tu luyện, đối với chung quanh thiên địa chi thế như lòng bàn tay. Một tiếng giống giận, để cho Diệp Thần một búng máu khạc ra, cả người thân thể thụt lùi. Linh tiên đế cung đệ tử thấy một màn trước mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng. Phó cung chủ uy vũ. Từng tiếng vang tiếng điếc tai nhức óc, làm linh vận xuất hiện một khắc, bọn họ rốt cuộc thấy Diệp Thần bị đánh chết hy vọng. Diệp Thần đưa tay lau sạch khóe miệng máu, toát ra một chút cười nhạt. Phong môn cảnh tầng 7 thiên thực lực xác thực cường hãn, nhưng là vậy thì như thế nào? Sợ gì chi, võ giả không sợ đánh một trận. Diệp Thần cầm chặt trong tay thú hủ kiếm, nhắm ngay linh vận. Linh vận thấy một màn này, chỉ cảm thấy cũng sắp bị tức nổ, Diệp Thần không nên quỳ xuống đất cầu nàng tha một mạng sao, lại vẫn dám cầm kiếm nhắm ngay nàng, không thể nghi ngờ là đang chọn tiết. Ta khát vọng đánh một trận. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ cảm thấy khí tức cả người đạt được một cái thăng hoa. Võ giả phải có một viên, không sợ hết thảy lòng. Mới có thể vượt mọi chông gai, leo mỏm đá võ đạo đỉnh cấp. Leng keng chanh. Ở Diệp Thần sau lưng kiếm, đủ nhiều tiếng xông về linh vận. Tự tìm cái chết. Linh vận không nghĩ tới, Diệp Thần lại dám dẫn đầu xuất thủ, không biết sống chết. Nàng đưa ra một ngón tay, bộc phát ra nhàn nhạt đỏ ửng, bỗng nhiên bây giờ xông tới. Oanh! Từng chuôi lợi kiếm, không ngừng từ hư không đánh mất. Linh tiên đế cung đệ tử, từng cái nhìn ở trong mắt, đau trong lòng. Những thứ này lợi kiếm cũng đều là bọn họ, hiện tại toàn bộ bể nát, hắn nội tâm của nàng bên trong cũng đang rỉ máu. Một đạo ánh sáng màu đỏ thế như trẻ che xông về Diệp Thần. Tốc độ nhanh đến liền Diệp Thần dùng mình thần hồn lực, cũng không có cách nào tra xem. Phịch! Ở trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần chỉ có thể dùng trong tay thú hủ kiếm ngăn cản. Một khắc sau Diệp Thần giống như một phát đạn đại bác, cả người bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Oanh! Diệp Thần trên cánh tay mặt máu tươi, ngay tức thì phân bố. Kiếm chi đạo, phá thiên, diệt thiên, khinh thường tại thiên. Diệp Thần ổn định bóng người. Nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ý giống như một cái cự long, bỗng nhiên bây giờ bùng nổ. Một kiếm này có chạm thiên thế, dù là phong môn cảnh trung kỳ cường giả đều phải sợ hãi, nhưng mà linh vận trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Ở nàng trong mắt, chỉ bất quá chút tài mọn mà thôi. Phong môn cảnh tầng 7 thiên thực lực,
không phải Diệp Thần có thể tưởng tượng. Linh Vận quyết định hoàn toàn phế bỏ Diệp Thần, dù sao chỉ cần giữ lại một mạng liền có thể, đến lúc đó trở thành một cái phế nhân. Diệp Thần liền lại cũng lật không dậy nổi bất kỳ đợt sóng. Mặc dù mặt nàng lên không có quá nhiều diễn cảm, chỉ bất quá trong lòng mình rõ ràng. Diệp Thần tiềm lực chân thực quá mức đáng sợ, nếu như lại cho 10 năm thời gian, sợ rằng giết nàng và đổ sát chó như nhau. Nhất định phải cầm Diệp Thần bóp chết ở nôi bên trong. Nếu không phải bởi vì Hạ Nhược Tuyết khổ khổ cầu khẩn, nàng liền Diệp Thần tánh mạng cũng không biết lưu lại. Linh Vận vung tay lên, Diệp Thần một kiếm này trực tiếp tiêu tán trên không trung. Diệp Thần cau mày, nếu như đơn thuần như vậy hợp lại, hắn tổn thương quá nặng, đan điền linh khí cũng không nhiều, muốn vận dụng phong thanh dương lục đạo kiếm bên trong hộp phòng ấn lực, không quá có thể. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, mình căn bản cũng không phải là Linh Vận đối thủ. Linh Tiên Đế cùng đệ tử đổi được càng ngày càng hưng phấn, một bộ ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Linh Vận. Diệp Thần mặc dù lợi hại, nhưng là ở phong môn cảnh tầng 7 thiên cường giả trước mặt, giống như một cái nhỏ yếu trẻ sơ sinh. Ngay tại lúc này, Diệp Thần có thể cảm giác được trên người ma khí bỗng nhiên tăng hơn. Vô tận ma khí cuộn sạch ở sau lưng. Mi tâm đau nhói cảm giác truyền tới. Thằng nhóc, ta đang ngưng tụ huyền ma lực tại máu ngươi ma kiếm bên trong, định trước không cách nào phân thân tới giúp ngươi, ta duy nhất có thể giúp ngươi chính là cái này vô tận ma khí. Diệp Thần trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Một giây kế tiếp, hắn nhắm mắt, ngón tay bắt pháp quyết. Tu La dẫn ma quyết, mở. Cửu U Tu La, ra. Sắc sắc. Bầu trời bên trong điện thiểm lôi minh, gió mưa xen lẫn, ở Diệp Thần trong cơ thể, ma khí điên cuồng tràn ra. Giờ phút này Diệp Thần sau lưng, một đạo hư ảnh đứng ngạo nghễ. Đó là chân chánh ma. Tới từ địa ngục ma. Ở Diệp Thần sau lưng, 6 cái màu đen nhánh cánh tay, tùy ý bay lượn. Mỗi động một cái cũng đưa tới từng trận gió lớn. Tu La 3 cái đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Thần sau lưng, đứng một tôn Tu La Chi Ma. Tu La thân cao đạt tới ngàn trượng, tựa như một đầu người khổng lồ sừng sững ở trong hư không. Ma khí phun trào, chu vi vạn dặm võ giả, điên cuồng chạy tứ tán, từng cái chạy mất dạng. Những thứ này ma khí không phải bình thường võ giả có thể tiếp nhận, không cẩn thận liền sẽ biến thành hoàn toàn máy sát hại. Vạn dặm bên trong tất cả là phế tích, mặt đất chấn động, bầu trời nổ vang. Ở trên trời bên trong quỷ dị xuất hiện một vòng huyết nguyệt, màu máu ánh trăng, yêu dị xinh đẹp. Linh Vận mắt đẹp khóa chặt, nàng có thể cảm thụ được, Diệp Thần sau lưng hư ảnh thực lực, đang không ngừng tăng vọt. Diệp Thần trong mắt biến thành màu đỏ như máu, trong tay cầm chặt thú hủ kiếm, chớp mắt bây giờ liền tới đến Linh Vận bên người. Hắn mỗi một cái động tác cũng nối liền sau lưng cửu U Tu La. Trên bầu trời Hạ Linh Thu con ngươi chớp động. Môi đỏ mỏng khẽ nhếch, vốn cho là thằng nhóc này là một cái kiếm đạo người, bây giờ nhìn lại, càng giống như là ma tộc. Mấu chốt người này vì sao có thể ở bằng chừng ấy tuổi là có thể dẫn động Tu La? Hắn chẳng lẽ và ma tộc vị kia quân ma trần có liên hệ gì? Nếu quả thật là vậy quân ma trần người bên người, có lẽ ta ngược lại là có thể lợi dụng mấy phần. Không đúng, dựa theo quân ma trần phong cách, làm sao sẽ đưa tay đến cái đó thấp võ thế giới Côn Lôn hư. Nghĩ tới đây, Hạ Linh Thu tròng mắt hơn nữa lạnh như băng. Đồng thời, nàng đầu ngón tay hơi bắn ra, một đạo sáng chói ánh sáng rực rỡ liền bao bọc ở Linh Vận trên mình. Chiến trường bên trong, ở Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm chém đi ra thời điểm. Sau lưng 6 cái cường tráng hư ảnh bàn tay, bỗng nhiên đánh ra đi. Chụp đi ra ngay tức thì, tựa như gió lớn đang nộ hống, mặt đất đang gầm thét. Linh Vận mặt không đổi sắc, đưa tay ra cánh tay, vừa định ứng chiến. Ngay tại lúc này, nàng hiển nhiên phát hiện cái gì, hướng Hạ Linh Thu nhìn một cái. Một mắt sau đó, một cổ thánh khiết hơi thở từ bên cạnh nàng lan truyền ở chung quanh. Oanh! Giống như sấm nổ vang. Một đạo tất thân ảnh màu đen, bỗng nhiên bây giờ bay ra ngoài. Hụ hụ hụ. Diệp Thần đi đôi với cửu U Tu La thân thể cao lớn, rơi trên mặt đất, hắn khóe miệng máu tươi chảy ra, ngẩng đầu lên, nhìn trên hư không. Linh Vận trên người thánh khiết hơi thở, tựa như trên cái thế giới này thánh khiết con gái, bất kỳ yêu quái yêu ma đều bị khắc chế.
Mới vừa ở hắn giao thủ trong nháy mắt, những cái kia thánh khiết hơi thở, tràn vào đến trong cơ thể hắn, lặng yên không một tiếng động bây giờ đột nhiên nổ. Diệp Thần, trong cơ thể hắn có thánh khiết ánh sáng. Giờ phút này Diệp Thần trong đầu, Ma Đế đột nhiên mở miệng. Có thánh khiết ánh sáng võ giả, trên căn bản không e ngại yêu ma. Mấu chốt thánh khiết ánh sáng ở Linh Võ Đại Lục và Thần Quốc đều là vô cùng hiếm thấy tồn tại. Linh Tiên Đế Cung làm sao có thể có tư cách nắm trong tay. Diệp Thần, xem ra, cách đó không xa cái đó Hạ Linh Thu, thật không đơn giản, chắc hẳn trên người nàng bí mật, hết sức kinh người. Hiện tại ngươi không chỉ phải cẩn thận linh vận, còn phải lo lắng vậy Linh Tiên Đế Cung cung chủ Hạ Linh Thu. Cửu U Tu La cũng thuộc về đứng đầu ma đầu, thời kỳ toàn thịnh cũng không sợ, bất quá hiện tại Diệp Thần và linh vận có chênh lệch không nhỏ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bỏ mặc như thế nào hắn cũng phải thử một lần. Từ trên mặt đất chật vật đứng dậy, những cái kia thánh khiết ánh sáng lúc nổ, cũng không có tiêu tán, ngược lại tồn lưu ở trong cơ thể hắn. Trong thời gian ngắn cũng không có bất cứ chuyện gì, bất quá thời gian một dài, hắn liền phải bị cắn trả. Hắn bây giờ, cũng không quản được như thế nhiều, chỉ có thể toàn lực đánh một trận, không có ở đây áp chế trong cơ thể thánh khiết ánh sáng. Làm Diệp Thần lúc đứng lên, linh vận đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, cánh tay vung lên, một đạo đường vân bỗng nhiên đập vào Diệp Thần bụng. Phịch! Diệp Thần lại một búng máu phun ra. Nhưng mà, còn chưa cùng linh vận phản ứng, Diệp Thần chính là vác thống khổ, thi triển phong lôi chớp mắt, nháy mắt tức thì xuất hiện ở linh vận trước mặt. Tốc độ nhanh đến linh vận con người đều tràn đầy kinh người. Còn chưa cùng linh vận kịp phản ứng. Diệp Thần chợt phiến ra một trường. Một cái tát hung hãn rơi xuống. Bót! Cuồng bạo khí lưu phun trào. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần lại đang linh vận gò má bên trên để lại một dấu bàn tay. Sâu đậm trưởng ấn. Liền liền linh vận vậy bối rối. Nàng biết Diệp Thần bị thương, nhưng là hoàn toàn không ngờ tới Diệp Thần tốc độ lại nhanh như vậy. Linh vận ứng phó không kịp, theo bản năng lui về sau một bước. Hốt hoảng sau đó, trong mắt bên trong tràn đầy vô tận lửa giận. Hạ Linh Thu phiến nàng, nàng đừng không oán nói. Nhưng là cái này đến từ Côn Lôn hư con kiến hôi, có cái gì tư cách phiến nàng? Còn chưa cùng nàng phản ứng, Diệp Thần động thân. Nhập ma thì như thế nào, ma khí cấp thân, vạn ma triều bái. Ta còn chưa từng ở nhập ma lúc đó, sử dụng lục đạo kiếm thần kiếm. Hôm nay, ta liền để cho vậy ma đế và lục đạo kiếm thần kết hợp. Một kiếm này, không phải kêu vạn cổ kinh lôi kiếm. Một kiếm này, ta Diệp Thần lấy tên là vạn ma kinh lôi kiếm. Diệp Thần lại vào giờ khắc này, soạn lại liền phong thanh dương kiếm pháp. Hắn muốn kiếm đi thiên phong. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ở hắn sau lưng xuất hiện vô số ma đầu hư ảnh, rậm rạp chẳng chịt căn bản đếm không hết. Những thứ này ma đầu một cái giống như bướm bay dập lửa như nhau xông về linh vận. Đây là hắn cuối cùng có thể thả ra ma khí. Luân hồi mộ địa phong thanh dương hơi ngẩn ra, chợt trong mắt lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ. Thậm chí còn có một ít mừng như điên. Nếu như Diệp Thần luôn là lệ thuộc vào hắn dạy ba kiếm. Vậy Diệp Thần kiếm đạo liền vĩnh viễn không có tiến bộ. Nhưng là giờ phút này, Diệp Thần lại đem vạn cổ kinh lôi kiếm soạn lại. Lấy ma khí làm chất dẫn. Sáng lập thích hợp nhất Diệp Thần kiếm. Tốt, tốt, tốt. Giờ khắc này, Phong Thanh Dương mới cảm giác được liền hy vọng. Nếu như trước đây, hắn chỉ là coi trọng Diệp Thần. Như vậy, giờ phút này, Phong Thanh Dương kiên định, Diệp Thần chính là vậy vạn cổ cuộc cờ, hy vọng duy nhất. Trên bầu trời Hạ Linh Thu con người chấn động, cái này vạn ma triều bái, ta ở trong cổ tịch gặp qua. Đã từng có một người sử dụng. Đó chính là chấp trưởng ma tộc và cửu U Ma Đế. Chẳng lẽ cái này người thanh niên và vị kia rơi xuống ma đế có liên quan gì? Ý hắn bên ngoài lấy được ma đế truyền thừa. Oanh oanh! Tiếng nổ liên miên không ngừng, một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, toàn bộ mặt đất chuyển tới chấn động. Diệp Thần không ngừng lui về phía sau, thú hủ kiếm ông ông tác hưởng, ma khí và kiếm ý từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài. Đây cũng là ta phó ước lý do. Đâm! Thiên địa thế không ngừng tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể, hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục một kiếm.
kiếm ý phun trào, Diệp Thần đặc biệt mượn dùng thiên địa thế, tới không ngừng tăng cường mình thực lực. Như ra đời gian có hay không tiên, ta một kiếm chém tới. Kiếm quang không ngừng phun trào, một đóa đóa kiếm hoa ở Diệp Thần chung quanh ngưng tụ. Vẫy tay một kiếm hạ xuống, hư không bể tan tành, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái vết kiếm, liên miên vạn dặm. Oanh! Thú hủ kiếm cắm trên mặt đất, Diệp Thần quỳ một chân trên đất, hắn hiện tại đã không có quá nhiều khí lực. Trong cơ thể linh khí, cơ hồ hao hết. Một kiếm kia, là hắn có thể thả ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm kia, cơ hồ hao phí hết hắn tất cả lực lượng. Hắn thân thể cũng sắp không chịu nổi gánh vác. Hắn từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra một cái đan dược trực tiếp bỏ vào trong miệng, trong mắt nhìn chằm chằm phía trước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, linh vận phóng lên cao, bất quá nàng trạng thái cũng không phải là quá tốt, tóc tai bù xù một mặt thần sắc dữ tợn, giống như một cái lão yêu bà. Nàng thân thể xuất hiện từng tia vết kiếm, chảy xuôi máu loãng. Hiện tại linh vận chỉ cảm thấy mình phổi đều phải khí nổ, nàng lại bị một con kiến hôi gây thương tích. Những vết thương này thế, mặc dù đối với nàng không tạo được ảnh hưởng quá lớn, bất quá đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính là một cái sỉ nhục. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, phong môn cảnh tầng 7 thiên chân thực quá mức mạnh mẽ, đã vượt qua Diệp Thần cực hạn. Mấu chốt, linh vận sau lưng còn đứng Hạ Linh Thu. Từ vừa mới bắt đầu, cái này đến nơi hẹn liền đại biểu Hồng Môn Yến và không công bình. Vạn ma kinh lôi kiếm. Diệp Thần có lòng tin, dù là phong môn cảnh tầng 7 ngày nay sẽ phải chịu trọng thương, không cẩn thận rơi xuống có khả năng đều có. Nhưng mà bây giờ đối mặt linh vận, chỉ tạo thành nhỏ nhẹ thương thế. Linh vận trên người pháp bảo, không thiếu à. Diệp Thần, chân thực không được, trốn đi, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Giờ khắc này ma đế khuyên can Diệp Thần, bọn họ hai người, nối liền thành một thể. Diệp Thần một khi xảy ra chuyện, hắn vậy không sống nổi. Hiện tại cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần và linh vận giữa chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Diệp Thần lắc đầu một cái, chuyện này nhất định phải làm một cái đoạn. Chết lại ngại gì? Hắn muốn chứng nhận mình vô địch đạo tâm, chỉ cần quyết định sự việc, nhất định sẽ không bỏ rơi. Hiện tại hắn như chạy trốn, sau này như thế nào leo mỏm đá võ đạo đỉnh cấp? Cái này nhất thế, hắn muốn trấn áp một cái thời đại. Bỏ mặc con đường này có bao nhiêu khó khăn, Diệp Thần cũng sẽ đi xuống. Ma đế than thở một tiếng, biết lại tiếp tục khuyên ngăn đi, vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Linh vận trong nháy mắt thời gian, sẽ đến Diệp Thần bên người, một cái tay bắt hắn lại cổ áo. Ở linh vận trong tay xuất hiện một chuôi linh xảo trường kiếm, lóe hàn quang. Diệp Thần! Ngươi chẳng qua là đến từ một cái sơ đẳng thế giới con kiến hôi, cũng muốn và ta đối nghịch. Ngươi có biết trên người ta tài nguyên như thế nào? Trên người ta có thật thần khí cấp cái khác linh khải. Còn có cung chủ cho ta bảo vệ ngọc bài. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Cố nhiên ngươi thiên phú nghịch thiên, ngươi khởi điểm cuối cùng là quá thấp. Đây cũng là chênh lệch. Linh võ đại lục chính là cường giả vi tôn thế giới, coi mạng người như cỏ rác. Nói giết liền giết, chỉ cần ngươi thực lực mạnh. Đây là một cái cường giả thế giới, lạnh nhạt thế giới, ngươi căn bản không rõ ràng. Hiện tại, ngươi đan điền không có một chút linh lực, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Linh vận ở hắn tai vừa mở miệng nói, sau đó một kiếm đâm vào Diệp Thần bụng bên trong. Đâm! Một kiếm này trực tiếp xuyên qua Diệp Thần bụng, máu loãng không lấy tiền vậy chảy xuống. Diệp Thần rên lên một tiếng. Cắn hàm răng lại không có kêu lên một tiếng. Một kiếm hạ xuống mặc dù không đủ để có thể chết người, bất quá đã để cho hắn đau đớn vạn phần. Oanh! Linh vận buông Diệp Thần cổ áo, một chưởng trực tiếp đánh ra đi. Hành hạ vừa mới bắt đầu. Mặc dù thắng không anh hùng, nhưng cuối cùng là thắng. Linh vận nội tâm đã bất thường. Nàng trong lòng mơ hồ có một giọng nói cho nàng thất bại. Bởi vì Diệp Thần là ở trọng thương dưới tình huống và nàng đánh một trận. Nhưng là nàng không muốn nghe nội tâm thanh âm. Nàng chỉ muốn trước mắt thực tế. Diệp Thần bóng người ngã trên mặt đất, cầm chặt quả đấm, móng tay đâm vào máu thịt bên trong, nhưng chút nào không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Hắn không cam lòng,
chỉ như vậy đánh bại. Một năm thời gian, hắn điên cuồng tu luyện, chỉ là hiện tại một khắc, nhưng là cùng linh vận giữa chênh lệch chân thực quá lớn. Linh vận trong mắt thoáng qua một chút thần sắc khinh thường, Diệp Thần thiên tư thật là không tệ, nhưng cuối cùng đến từ sơ đẳng thế giới, không có bất kỳ đứng đầu thế lực chống đỡ. Diệp Thần chật vật đứng lên, mặt hắn lên không có bất kỳ màu máu, tay cầm thú hủ kiếm. Tay hắn cánh tay cũng đang run nhẹ nhẹ. Đạp đạp đạp. Diệp Thần từng bước một bước ra, hắn tốc độ chạy rất chậm chạp, làm đi tới linh vận bên người lúc đó, nâng lên trong tay thú hủ kiếm. Nhưng mà mới vừa ngẩng trong nháy mắt, linh vận lực lượng cuồng bạo liền dũng động. Diệp Thần trở lại tại chỗ. Vết thương phân bố. Trời cao bên trong Hạ Nhược Tuyết trong mắt đều là nước mắt. Nàng không nhịn được cầu Hạ Linh Thu, nhưng là Hạ Linh Thu tỉnh bơ. Lạnh lùng. Dù là Kỳ Tư Thanh cũng có chút lộ vẻ xúc động. Chẳng lẽ, Diệp Thần thật đánh bại. Hư không hắc ám chỗ sâu, hai đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này hai người, một người trong đó chính là Vạn Kiếm Đế Cung Băng Kiếm Thánh Vương. Mà một người khác là Bạch Chấn Đường. Cái này hai người đều là Diệp Thần sư tôn. Băng kiếm bồi bạn Diệp Thần hồi lâu, hắn trong lòng hơi lộ vẻ xúc động, lại không có bất kỳ hành động nào. Mà Bạch Chấn Đường cũng là như vậy, hắn quá thưởng thức tên đồ đệ này, nhưng là giờ phút này, hắn không thể ra tay. Băng kiếm Thánh Vương mở miệng nói, ngươi không ra tay. Bạch Chấn Đường lắc đầu một cái, ngươi không phải cũng không có ra tay sao, ngươi đến gần Thái Hư thực lực có thể thay đổi hết thảy chiến cuộc, nhưng là ngươi không có can thiệp. Cái này thuyết minh ngươi giống như ta nghĩ. Đây là thằng nhóc kia nhất định phải trải qua kiếp nạn. Thế gian cho tới bây giờ chính là không công bằng. Muốn bảo vệ mình tôn nghiêm, chỉ có dựa vào mình. Ngươi ta ra tay, chỉ sẽ hại Diệp Thần. Băng kiếm Thánh Vương cười, thật ra thì ta và ngươi không giống nhau, ta tin tưởng Diệp Thần. Ta biết, hắn không cần ta ra tay. Diệp Thần hồn nhiên không biết. Hắn lần nữa ngã xuống đất. Tí tách. Diệp Thần máu lưu trên mặt đất, nhưng hắn lại không có buông tha, vẫn còn ở một chút xíu bỏ dậy. Linh Vận khinh thường cười một tiếng, ở nàng trong mắt, đây chẳng qua là con kiến hôi sau cùng vùng vẫy. Nếu như không phải là vì hành hạ Diệp Thần, Linh Vận cũng sớm đã một cái tát đem hắn đập chết. Diệp Thần đạp khí, từng bước một tiếp tục đi về phía trước, hắn thân thể đã chết lặng, không cảm giác được bất kỳ khí lực, chỉ bằng một cổ ngoan cường ý chí. Hắn mỗi đi một bước, trên mặt đất cũng lưu lại một cái máu dấu chân. Trong tay thú hủ kiếm đã có một ít cầm không yên, nhưng là Diệp Thần không có buông tha. Hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, đánh bại Linh Vận. Ma Đế và Phong Thanh Dương yên lặng không nói. Diệp Thần khăng khăng, để cho hắn không rõ ràng. Thậm chí ở hắn trong mắt, đây là một cái ngu ngốc hành vi, chỉ bất quá ngu ngốc có một chút đáng yêu. Thằng nhóc, ta thật không hiểu nổi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi kiến càng hám cây hành vi, thật là buồn cười. Cái này một năm ước hẹn vốn không nên có, ta thu Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh làm đồ đệ, ngươi hẳn cảm đội ơn đức mới đúng, mà không phải là phản kháng. Linh Vận hiện tại muốn nghiền Diệp Thần tất cả cao ngạo, ban đầu nàng bởi vì hai tên học trò hạ mình đi cứu Diệp Thần, ai ngờ thằng nhóc này lại không cảm kích. Một cái sơ đẳng thế giới con kiến hôi. Nên cảm ơn vạn cảm ơn. Diệp Thần cánh tay phải đau đớn, đã để cho hắn cầm không dậy nổi trong tay thú hủ kiếm, không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái cầm kiếm. Vây xem Linh Tiên Đế Cung đệ tử, yên lặng không nói, hiện ở không có một người ầm ĩ. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần mặc dù là kẻ địch, bất quá phần này ý chí, lại để cho bọn họ sâu đậm cảm thấy khiếp sợ. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là bọn họ nói. Căn bản không làm được Diệp Thần như vậy. Chỉ sợ sớm đã buông tha, chỉ có Diệp Thần một người còn ở ngu kiên trì. Một lần, hai lần, năm lần, mười lần, Diệp Thần mỗi một lần ngã xuống, một khắc sau nhưng lại chật vật đứng lên. Hắn cặp mắt đã mơ hồ, cả người trên dưới không có một nơi hoàn hảo địa phương, mỗi một giây đều ở đây chảy máu loãng. Dần dần, Linh Vận có chút không nhịn được, Diệp Thần giống như là một cái tiểu cường đánh không chết. Mỗi một lần cũng có thể bò dậy. Oanh! Linh Vận một chưởng đánh ra đi, đã không có lại tiếp tục muốn chơi tiếp ý kiến.
Một trưởng này dùng hết nàng bát trọng lực đạo, đối với một cái người sắp chết, đã đủ có thể chết người. Diệp Thần nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người trên dưới đều tràn đầy đau đớn. Nhẹ động một cái ngón tay, đều cảm giác có đồ ở cắn xé hắn. Diệp Thần, chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ, nói hai câu lời khen, ta có thể lưu ngươi một cái mạng, chỉ bất quá sau này ngươi chỉ có thể làm một cái người phàm. Linh Vận nâng lên đầu cao ngạo, một đôi khinh thường trong mắt nhìn Diệp Thần. Nàng tin tưởng, chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể làm ra chính xác lựa chọn. Mặc dù sẽ biến thành một cái người phàm, bất quá có đôi lời nói hay, chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Diệp Thần nghe gặp Linh Vận mà nói, tuét miệng cười một tiếng, trên mặt đất chật vật ngẩng đầu. Hừ, phun nước miếng vào trên đất, mặc dù không có nói chuyện, bất quá đã tỏ rõ hắn thái độ. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Có một số việc, dù là chết vậy sẽ không bỏ rơi. Linh Vận một cặp tròng mắt tràn đầy lửa giận, trên người khí thế bỗng nhiên bộc phát ra. Làm bộc phát ra trong nháy mắt, không ngừng nghiền ép Diệp Thần máu thịt. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, một câu đau đớn cũng không có gọi ra, hắn trong miệng cũng sớm đã là máu loãng. Thân thể đang run rẩy, vẫn có thể nghe gặp nhỏ xíu xương bể tan tành thanh âm. Diệp Thần chặt nhắm hai mắt mâu, không nói câu nào, rất miễn cưỡng mình nhịn đau đau. Hắn cả người trên dưới, phảng phất có mấy chục ngàn cây kim, đang không ngừng bó hắn. Linh Vận thấy một màn này, hơn nữa tức giận, ngực không ngừng phập phồng. Nàng cũng muốn xem Diệp Thần có thể kiên trì tới khi nào. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Thần tầm mắt không ngừng đổi được mơ hồ. Hắn trong lòng rõ ràng, một khi cả thế giới biến thành hắc ám, liền sống không nổi nữa. Hắn phải sống, còn có rất nhiều sự việc chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Diệp Thần đưa ra ba ngón tay, bắt được thú hủ kiếm, ở trên đùi đâm vào đi. Đau đớn kịch liệt kích thích hắn thần kinh, rốt cuộc để cho hắn có một chút cảm giác. Phó cung chủ, chân thực không được để cho lão phu hủy diệt hắn đan điền, ném ra đi. Lúc này, Trần trưởng lão đi tới Linh Vận bên người, trực tiếp mở miệng nói. Cho dù là hắn cũng đã lộ vẻ xúc động, giết người bất quá gật đầu, cần gì phải như vậy hành hạ. Phó cung chủ một cặp tròng mắt nhìn một cái Trần trưởng lão, nhất thời bây giờ hắn không dám nói nhiều nữa. Linh Vận nóng nảy, hắn nhưng mà rất rõ ràng, một khi trêu chọc nói, không có bất kỳ trái cây ngon ăn. Vậy may Trần trưởng lão thực lực không tệ, nếu không, sợ rằng Linh Vận sẽ một cái tát đập chết. Sau nửa giờ, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình sắp đã hôn mê, một khi hôn mê hắn có thể lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Đối với người ta đã không có hứng thú, Trần trưởng lão, người phế bỏ hắn đan điền, ném ra. Ta không giết ngươi. Nhưng là cuộc đời này ngươi đừng hòng tạm biệt Nhược Tuyết và Tư Thanh. Linh Vận tiếng nói vừa dứt, thu hồi tự thân khí thế. Diệp Thần mặc dù nhanh muốn hôn mê, bất quá mơ hồ bây giờ, cũng nghe được Linh Vận nói. Và Hạ Nhược Tuyết các nàng không bao giờ gặp nhau. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, chỉ sợ là hai cô gái cầu tha thứ, mới đổi trở về kết quả. Hắn tức giận, hắn gầm thét. Nháy mắt bây giờ. Một cổ cực mạnh hơi thở ở hắn trong đan điền bùng nổ. Hơi thở này là tới từ khối kia luân hồi huyền bi phong ấn lực lượng. Trước đây, vẫn không có mở ra. Nhưng là vào giờ khắc này, lại phá vỡ. Vô số lực lượng tràn ngập Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần lại mơ hồ đột phá. Đạp. Một tiếng rên, ở Linh Vận chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Thần quỷ dị bóng người lại đứng lên. Linh Vận nhướng mày một cái. Nhìn về phía Diệp Thần. Theo lý mà nói, bây giờ Diệp Thần đừng nói đứng lên, sợ rằng liền thở dốc khí lực cũng sắp không có. Diệp Thần cúi đầu, một cặp tròng mắt đã biến thành màu đỏ như máu, một giọt máu nước mắt từ trong ánh mắt của hắn mặt chảy xuống. Linh Tiên Đế cung rất cao quý, người ta chênh lệch như trời tiệm, vĩnh viễn không gặp nhau. Người mẹ hắn có cái gì tư cách? Ta Diệp Thần, mệnh do ta, không do trời. Linh Vận nghe gặp thanh âm này khinh thường cười một tiếng. Hiện tại Diệp Thần có cái gì vốn, để cho nàng trả giá thật lớn. Đạp. Diệp Thần bước ra một bước, đúng cái thiên địa phát ra một tiếng rên, trên người hắn ma khí bao phủ. Màu đen ma khí quấn quanh ở Diệp Thần mặt ngoài thân thể.
Diệp Thần mỗi đi một bước, thiên địa truyền tới một tiếng nổ vang, tựa hồ trời nổi giận. Linh Vận sắc mặt dần dần trở nên khó coi, làm sao vậy, không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố. Như thế trong nháy mắt, Diệp Thần trong cơ thể lại bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Hơn nữa, nàng kinh hãi là phát hiện Diệp Thần đột phá. Thú hủ kiếm nắm trong tay, Diệp Thần chán bây giờ xuất hiện quỷ dị hoa văn. Ở hắn bên người, một đóa đóa hoa sen đen tách thả ra, không ngừng tiến vào Diệp Thần trong cơ thể. Hoa sen đen nặn thể. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, Diệp Thần trên thân thể mặt thương thế, đang không ngừng khôi phục. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Linh Vận căn bản không có nghĩ đến. Bây giờ nàng, lại có một chút không dám ra tay. Hiện tại Diệp Thần cho nàng cảm giác chân thực quá mức quỷ dị. Trên bầu trời, màu đỏ hỏa thiêu vân, không ngừng tách thả ra. Diệp Thần mỗi đi một bước, cũng ảnh hưởng thiên địa thế. Diệp Thần giận, thiên đạo giận. Giờ phút này hắn lửa giận trong lòng đã đạt tới một cái cực điểm, kinh khủng à khí, không ngừng ở trong hư không ngưng tụ chung một chỗ. Bia lực, cho ta mở ra. Diệp Thần gầm thét một tiếng, trên bầu trời, một cái màu đen nhánh trong mắt, vô căn cứ xuất hiện. Đây không phải là ma đế lực lượng, mà là thuộc về Diệp Thần trong lòng chi ma. Đây là Diệp Thần ác ma trong lòng mắt. Hắn đem huyền bia lực lượng, hóa là vô tận ma khí, thành tựu thương khung ác ma mắt. Làm Linh Tiên Đế cung đệ tử ngẩng đầu vừa thấy, đột nhiên cảm giác được một hồi nhức mắt, trong ánh mắt của bọn họ mặt trong nháy mắt chảy ra máu loãng. Ác ma mắt bọn họ liền liếc mắt nhìn tư cách cũng không có. Mặt đất đang run rẩy, thiên đạo đang nộ hống. Cuồng phong bạo vũ điện thiểm lôi minh, mây đen dày đặc, toàn bộ hư không tựa như nứt ra. Trên mặt đất, đất đai sụp đổ, sơn xuyên sụp đổ, con sông lăn lộn, chu vi vạn giảm thế, giống như ngày tận thế như nhau. Ác quỷ đang nộ hống, thiên địa thế điên cuồng tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần một đôi lạnh nhạt trong mắt, không xen lẫn bất kỳ tình cảm, nhìn chằm chằm Linh Vận. Làm hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Linh Vận căn bản không dám đi xem Diệp Thần ánh mắt. Ma khí phần lớn cũng tràn vào đến vậy thương khung thuộc về Diệp Thần ác ma mắt bên trong, một cổ áp lực, khí tức hủy diệt, không ngừng chấn áp. Linh Tiên Đế cung đệ tử từng cái đổ xuống đất, căn bản không đứng nổi. Khủng bố đè nén hơi thở, để cho bọn họ cũng sắp không thở nổi. Linh Vận có thể cảm nhận được, cái này từng tia hơi thở đã dần dần bắt đầu uy hiếp được nàng. Nàng biết không có thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nếu để cho Diệp Thần tiếp tục ngưng tụ, sợ rằng mình thật sẽ bại. Vừa nghĩ tới thua ở một con kiến hôi trong tay, Linh Vận căn bản không cam tâm, cả người bóng người trực tiếp xông về Diệp Thần. Hiện tại nàng đã không nghĩ lưu Diệp Thần một mạng, nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Tuyệt đối không thể cho Diệp Thần một tia một hào cơ hội. Làm Linh Vận xông lên lúc tới, Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ Linh Vận đã đổi được bắt đầu hốt hoảng. Linh Vận trong cơ thể thánh khiết ánh sáng, điên cuồng bộc phát ra. Thánh khiết ánh sáng vốn là ma khí khắc tinh. Thánh kiếm cân nhắc quyết định. Linh Vận nổi giận gầm lên một tiếng, ở sau lưng của nàng, lóe lên ánh sáng sáng chói. Nhưng ánh sáng này vạn trượng, tạo thành một chuôi màu vàng kim lợi kiếm, giống như lọc sạch hết thảy khí thế. Diệp Thần trên mặt không có chút do dự nào, nâng lên trong tay thú hủ kiếm. Lần này hắn cũng muốn xem, là huyền bia hóa thành ma khí lợi hại vẫn là Linh Vận thánh khiết ánh sáng mạnh hơn. Thú hủ kiếm tựa như ủng có nhân tính vậy, lại truyền tới lạnh người tiếng cười. Những thứ này tiếng cười truyền vào Linh Tiên Đế cung đệ tử trong lỗ tai, để cho bọn họ đau đến không muốn sống. Thú hủ kiếm bản bởi vì Diệp Thần có một phần chia ma khí, hiện tại kết hợp với trên bầu trời vậy chỉ ác ma mắt, hai người ma khí hợp hai là một, đạt tới một cái kinh khủng bước. Diệp Thần chung quanh ma khí, tạo thành một cái hư ảnh, phảng phất giống như một tôn ma đầu ra đời. Linh Vận sau lưng thánh quang khoảnh khắc bây giờ liền xông về Diệp Thần. Thánh khiết ánh sáng hơi thở đập vào mặt, bất quá Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Trong tay hắn thú hủ kiếm, một kiếm trực tiếp quơ múa đi ra ngoài. Ở Diệp Thần chung quanh ngưng tụ ma khí hư ảnh, không ngừng đưa vào kiếm quang bên trong. Kiếm quang đại tác,
bộc phát ra thế giới này kinh khủng nhất ma khí. Ta như là ma, vạn ma tôn sư. Một kiếm này cua múa đi ra ngoài và thánh quang tiếp xúc trong nháy mắt, hai cổ bất đồng năng lượng, không ngừng giao phong. Ma khí ăn mòn thánh khiết ánh sáng, nhưng mà thánh khiết ánh sáng cũng ở đây lọc sạch ma khí. Cái này hai loại lực lượng không ngừng bắt đầu giao phong, tạm thời bây giờ khó bỏ khó phân. Linh vận cau mày, làm sao vậy, không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy tình trạng. Cái này hai cổ lực lượng cũng không có nổ, cũng không có một khối lấy được áp đảo tính ưu thế. Linh vận không để ý nữa, ngược lại cả người bóng người xông về Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần vừa chết, bất kỳ sự việc cũng sẽ không phát sinh. Ở Linh vận xông lên lúc tới, Diệp Thần cũng sớm đã phát hiện, vậy rất miễn cưỡng xông tới. Oanh oanh oanh, từng quyền máu thịt va chạm, để cho Linh vận cũng không có lấy được áp đảo tính ưu thế. Ngược lại để cho nàng dần dần rơi vào hạ phong. Nàng một đôi mắt thường có thể thấy, mỗi một lần Diệp Thần quả đấm bị thương, cũng sẽ xuất hiện một đóa hoa sen đen, chữa thương. Những thứ này hoa sen đen tựa như vô cùng vô tận, nếu như một mực như vậy đánh xuống, đến lúc đó thua thiệt, chỉ là Linh vận. Linh vận không nghĩ ra, đây rốt cuộc là tại sao sẽ xuất hiện như vậy tình trạng. Ngươi chỉ bất quá có thể sử dụng thánh khiết ánh sáng lực lượng, mà ta. Ma khí phụng ta làm chủ. Ác ma mắt, là thuộc về mắt ta. Diệp Thần mở miệng nói, đây là bọn họ hai người trực tiếp nhất chênh lệch. Thánh khiết ánh sáng cuối cùng là ngoại vật, cũng không phải là có thể để cho Linh vận tùy ý điều động. Linh vận sắc mặt trở nên khó coi, ma khí và thánh khiết ánh sáng, đều là hai loại cực hạn năng lượng. Há chẳng phải là nói, cung chủ cho nàng lực lượng, còn không để cho nàng như Diệp Thần. Cái này làm cho cao ngạo Linh vận căn bản không có thể tiếp nhận. Ta muốn ngươi chết. Linh vận nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh khiết ánh sáng hơi thở ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng. Phượng hoàng hướng Diệp Thần đạp chết đi. Diệp Thần thong thả, ở hắn sau lưng giống vậy xuất hiện một đầu màu lửa đỏ phượng hoàng. Đó là Diệp Thần hồi lâu không có dùng huyền diễm. Vậy trong cơ thể thả ra luân hồi huyền bi lực lượng, tựa như vô cùng vô tận. Huyền diễm kết hợp huyền bia lực lượng, lại huyễn hóa thành phượng hoàng hư ảnh. Diệp Thần thi triển phong lôi trước mắt, nháy mắt tức thì xuất hiện. Một đấm oanh đi giết, trực tiếp đánh vào Linh vận trên gương mặt mặt. Hắn càng thích cái này loại quyền đến thịt cảm giác. Phịch, một đấm truyền tới một tiếng rên, Linh vận không kịp đề phòng, cả người bóng người bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không vạch qua một cái đường vòng cung, nàng nửa bên mặt trái gò má sưng đỏ, chỉ cảm thấy sắp bị tức nổ. Thật là không thể tha. Diệp Thần trong nội tâm không có bất kỳ ý tưởng. Hắn sau lưng xuất hiện Kỳ Lân và Bạch Hổ hư ảnh. Hai cái thần thú hư ảnh tản mát ra hơi thở, dị thường kinh người. Diệp Thần đưa tay chỉ một cái, hai đầu thần thú đạp chết đi. Linh vận trong tay đánh ra một cái kỳ quái dấu vết, chung quanh nàng tạo thành một cái màu đỏ nhạt bảo vệ che chở. Oanh! Hai đầu thần thú lực lượng đánh đang bảo vệ phủ lên mặt, Linh vận bóng người lảo đảo muốn rơi xuống, chật vật khống chế. Làm hai đầu thần thú hư ảnh, từ từ biến mất ở giữa thiên địa. Linh vận cả người vậy thở phào nhẹ nhõm, chỉ bất quá ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì trở nên khó coi. Diệp Thần xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Một quyền hung hăng nện xuống. Giống như một cái người điên. Linh võ đại lục võ giả quyết đấu, nào có như vậy. Linh vận tức giận ngực phập phồng, nhưng là hiện tại nàng đã không kịp suy nghĩ nhiều. Quyền ảnh phóng tới, Linh vận không ngừng né tránh. Mặc dù Linh vận tốc độ đủ mau, nhưng mà quyền ảnh ùn ùn kéo đến chân thực quá nhiều. Chỉ cần một không cẩn thận, Linh vận cũng sẽ bị quyền ảnh xuyên thấu. Trời cao hạ Linh Thu con người âm trầm, không do dự nữa, ngón tay bắt pháp quyết, một đạo lưu quang rơi xuống. Linh vận quanh thân ngay tức thì xuất hiện một cái chuông vàng hư ảnh bao phủ. Diệp Thần quyền ảnh rơi ở phía trên. Kim Trung hư ảnh không nhúc nhích tí nào. Nàng Hạ Linh Thu tuyệt không cho phép Linh Tiên Đế Cung thất bại. Diệp Thần nhìn một cái Hạ Linh Thu, cười lạnh một tiếng, người thật lấy là như vậy ta liền không thể làm gì. Hạ Linh Thu, ngươi cho lão tử mở to hai mắt xem. Ta hôm nay sẽ đưa cho ngươi và Linh Vận lão yêu bà, một phần đại lễ. Linh Vận sau lưng,
đột nhiên nghe được Diệp Thần thanh âm, làm Linh Vận vừa quay đầu thời điểm, nhưng thấy mười mấy cái hơi thở cực kỳ kinh khủng trường kiếm trôi lơ lửng. Mỗi một chuôi, cũng giá trị văn hoa. Không chỉ như vậy, vẫn còn có linh võ đại lục cực kỳ hiếm thấy hồn khí. Những thứ này tản mát ra hơi thở, để cho Linh Vận sợ hết hồn, nàng ngay tức thì nghĩ tới điều gì, muốn chạy trốn vị trí này, nhưng là hiện tại đã không kịp. Oanh! Vô tận khí lưu phun trào. Toàn bộ hư không đều bị nổ thành bụi phấn, Diệp Thần phong lôi chớp mắt cấp tốc thối lui. Đồng thời, một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm nổ địa phương. Xa xa Hạ Linh Thu con người đông lại một cái, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần ở lúc sắp chết lại vẫn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Thật là kinh người nghe. Mấu chốt cổ lực lượng này, nếu như chỉ dựa vào Linh Vận, có thể hay không chống nổi cũng vẫn là vấn đề. Nàng quyết không cho phép Linh Vận thua. Hạ Linh Thu không do dự nữa, ngón tay bắt pháp quyết, lòng bàn tay sử dụng một khối cực nhỏ màu đen đá. Đồng thời, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh. Máu tươi chạm được đá, ngay tức thì hóa là bột. Vô tận bột hướng vậy nổ trung tâm cuộn sạch đi. Bụi đất vạn trượng. Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Cường đại sóng năng lượng giống như một đạo mây hình nấm, phóng lên cao. Một giây. Hai giây. Mười giây. Bụi đất dần dần rơi xuống đất. Một hồi ho kịch liệt chi tiếng vang lên. Chỉ gặp Linh Vận từ phạm vi nổ bên trong lao ra, nàng cả người trên mình chảy máu loãng. Cố nhiên Hạ Linh Thu ở thời khắc mấu chốt vận dụng lực lượng. Nhưng hay là để cho Linh Vận thay đổi như vậy chật vật. Nàng một đôi mắt bên trong, không có bất kỳ cao ngạo thần sắc, có chỉ là vô tận lửa giận. Diệp Thần cười khổ một tiếng, tổn hao giá lớn như vậy, nhưng vẫn là không có làm sao Linh Vận. Hắn nhìn về phía Hạ Linh Thu, trong mắt cực kỳ ngưng trọng. Có Hạ Linh Thu như vậy trợ giúp, Linh Vận giết thế nào? Linh Vận một đôi tay giống như bạch cốt chảo, xông về Diệp Thần, nàng không chút kiêng kỵ cầm khí tức trong người, toàn bộ bộc phát ra. Hiện tại trong nội tâm của nàng mặt chỉ có một ý tưởng, đánh chết Diệp Thần. Nàng muốn rửa nhục trước. Nếu như liền một cái tinh khiếu cấp bậc Diệp Thần cũng giết không chết, nàng cả người phong môn cảnh tầng 7 thiên tu vi, cũng xây ở trên thân chó. Ở một bên nằm trên mặt đất Linh Tiên Đế cung võ giả, từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Linh Vận tức giận một mặt. Hiện tại Diệp Thần cho bọn họ mang tới rung động chân thực quá mạnh mẽ, tinh khiếu chiến đấu phong môn cảnh tầng 7 trời, không chút nào rơi vào hạ phong, ngược lại có một chút đánh bẹp khí thế. Mấu chốt mới vừa rồi Diệp Thần rõ ràng phải thua, tại sao trong nháy mắt hơi thở thay đổi. Diệp Thần thật đến từ thấp võ thế giới. Đây hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt, quái vật. Để cho bọn họ những thứ này cái gọi là thiên tài đều cảm giác mất mặt. Và Diệp Thần so với, còn không biết xấu hổ nói mình là trời mới. Hừ, ở Diệp Thần trước mặt nói là thiên tài, cũng thay mình đỏ mặt. Nếu như không phải là địch nhân nói, bọn họ đối với Diệp Thần bội phục, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không ngừng. Linh Vận, coi như Hạ Linh Thu đứng ở bên người ngươi thì như thế nào? Làm Linh Vận xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần đan điền luân hồi huyền bi lực lượng lần nữa điên cuồng bộc phát ra. Hắn cảnh giới còn đang đột phá. Đảo mắt bây giờ, lại đã bước chân vào tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên. Linh Vận tròng mắt trợn to. Nàng bởi vì đến gần Diệp Thần, tự nhiên cảm nhận được Diệp Thần đột phá hơi thở. Võ giả đang chiến đấu đột phá, không tính là hiếm thấy. Nhưng là đang chiến đấu liên tiếp đột phá. Thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là Diệp Thần hậu thủ? Chung quanh cuồng bạo khí lưu, để cho Linh Vận thân thể, dần dần đổi được chậm chạp đứng lên. Diệp Thần giơ lên trong tay thú hủ kiếm, vẫy tay chém một cái, bất quá cũng không có kết thúc, hắn thi triển hồn kỹ, một đạo đen nhánh quang, bỗng nhiên bây giờ bay bắn ra. Ở bay bắn ra ngay tức thì, đánh vào đến Linh Vận trong cơ thể. Hồn kỹ lực lượng, không ngừng đánh vào Linh Vận thân thể. Phốc, Linh Vận lại tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Ngươi vẫn là hồn tu, làm sao có thể? Hết thảy trước mắt tựa như đột phá Linh Vận nhận biết. Nàng không cách nào tưởng tượng trước mặt cái này con kiến hôi,
lại thành tăng đến tình cảnh này. Ngay tại linh vận sợ hãi đến thân thể dừng lại ngay tức thì, thức hải bên trong truyền đến Hạ Linh Thu thanh âm. Linh vận, giờ phút này, nên vận dụng ta cho ngươi vậy đạo đồ. Linh vận chờ tỉnh hồn lại, nàng không dám do dự nữa, sử dụng một khối ngọc bài. Ngọc bài vỡ vụn, thánh vương hư ảnh. Ở linh vận sau lưng, xuất hiện một vị thần thánh cô gái, không thấy rõ gò má, nhưng là cao quý, trong sáng hơi thở, dường như muốn lọc sạch cái này thế gian hết thảy. Thánh khiết ánh sáng là ban đầu Hạ Linh Thu vô tình bây giờ đạt được, đây cũng là nàng tốc độ đột phá nhanh như vậy duyên cớ một trong. Làm thánh vương hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, để cho linh tiên đế cung đệ tử cũng thiếu chút nữa muốn mảng bái. Dù là Diệp Thần mới vừa rồi lại cũng có một loại muốn thần phục cảm giác. Trong nháy mắt, Diệp Thần như lâm đại địch. Hạ Linh Thu chưa bao giờ bại lộ ra thánh vương hư ảnh tồn tại. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng tổng dự cảm đến một năm ước hẹn sẽ xảy ra chuyện. Lúc này mới đáp ứng hồn điện yêu cầu. Nàng cố gắng muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng cuối cùng không nghĩ tới một cái thấp võ thế giới lại ra đời quỷ dị như vậy yêu nghiệt. Thánh vương hư ảnh là linh vận trận chiến này có cuối cùng lá bài tẩy. Đồng thời, Hạ Linh Thu trong tay sử dụng một chuôi kiếm lạnh lẽo. Sát y hơi thở cuộn sạch toàn thân. Nàng làm chuẩn bị xấu nhất, một khi linh vận thua, nàng liền sẽ xuất thủ bóp chết Diệp Thần. Nàng kế hoạch, người bất kỳ đều không thể đánh vỡ. Cùng thời khắc đó, Ma Đế thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai. Thằng nhóc, ta đã rõ ràng Hạ Linh Thu cường đại căn nguyên ở nơi nào. Nàng lại thu được vậy đạo truyền thừa. Vậy thánh vương hư ảnh lực lượng, sánh bằng thái hư cảnh, người căn bản không ngăn cản được. Duy nhất biện pháp, chính là hoàn toàn kích hoạt xích trần thần mạch, sau đó đem gió bia lực lượng, toàn bộ đổi thành là ma khí. Để cho ngươi hình thành ác ma kia mắt lực lượng ngưng tụ tới cực điểm. Đến lúc đó ta sẽ phân ra một phần chia lực lượng ra tay. Diệp Thần gật đầu một cái, không do dự nữa, đan điền lực lượng không ngừng xông ra. Toàn bộ hóa thành ma khí. Thương khung mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đến mức tận cùng. Giờ phút này, linh vận trong nội tâm rõ ràng, ở nàng phía trên, ma khí còn đang không ngừng tràn vào đến ác ma chi ở trong mắt. Nàng nếu không phải vận dụng lá bài tẩy mà nói, làm ác ma mắt mở ra một khắc kia, mình không kiên trì nổi, tuyệt đối sẽ bị thua, chỉ có thánh vương hư ảnh có thể ngăn cản. Ta là thế gian tinh khiết nhất tồn tại, lọc sạch hết thảy ma nguyên. Linh vận vừa mở miệng, tựa như biến thành một người khác, giờ khắc này sau lưng nàng thánh vương hư ảnh đang khống chế. Diệp Thần đáng buồn nhìn một cái linh vận, hắn có thể nắm trong tay ma khí. Nhưng là linh vận hoàn toàn nắm trong tay không được thánh khiết ánh sáng. Nói liếc, linh vận chẳng qua là thánh khiết ánh sáng một cái con rối mà thôi. Muốn lọc sạch ta, ngươi còn chưa xứng. Ác ma mắt, mở. Ác ma mắt trong mắt chậm rãi mở ra, giờ khắc này chu vi vạn dặm ma khí, toàn bộ tràn vào. Một cổ gió lốc lớn đánh tới, cát bay đá chạy, cung điện nhổ tận gốc bị cuốn vào đến trong gió bão mặt. Linh tiên đế cung đệ tử khổ khổ chống đỡ, có chút thực lực nhỏ yếu đệ tử trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm liền bị hút vào. Linh vận vung tay lên, một phiến phiến thánh khiết ánh sáng phóng lên cao. Hai cổ bất đồng năng lượng, vốn chính là lẫn nhau khắc chế tồn tại. Trận chiến này đã không phải là Diệp Thần và linh vận giữa giao phong, ngược lại là ma khí và thánh khiết ánh sáng tỉ thí. Rắc rắc, toàn bộ trong hư không, xuất hiện mấy vạn tròng mắt. Tựa như đúng cái thiên địa đều bị ác ma mắt bao phủ. Từng đạo màu đen trùm tia sáng khoảnh khắc bây giờ rơi xuống, thánh khiết ánh sáng hơi thở, nhanh chóng lên. Hai người giao phong, tựa như số mệnh giữa tỉ thí. Đếm lấy tính chục nghìn ma đầu hư ảnh, không ngừng ngưng tụ, đứng ở Diệp Thần sau lưng. Ở linh vận sau lưng, thánh khiết ánh sáng ngưng tụ thành từng cái binh lính. Tiếng chém giết, tiếng reo hò, giống như bướm bay dập lửa. Không ngừng xông tới. Ở trong một cái chớp mắt này, cả thế giới đột nhiên đổi được yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Giờ khắc này thời không tựa như định cố ở chỗ này, một hơi một tí. Linh tiên đế cung đệ tử, xoa xoa con mắt, nhìn Diệp Thần và linh vận địa phương.
phát hiện hai người bọn họ chung quanh một mảnh phế tích, căn bản không thấy rõ bên trong tình trạng. Rốt cuộc phát sinh tình huống gì, cũng không ai rõ ràng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rốt cuộc truyền tới một chút tiếng vang. Leng keng. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm rơi trên mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất, chật vật thở hổn hển. Diệp Thần đánh bại sao? Đây là Linh Tiên Đế cùng tất cả võ giả ý tưởng, bọn họ trong nội tâm mong đợi Diệp Thần thất bại. Nhưng mà lại vừa thấy Linh Vận, phát hiện nàng cả người đều đã ngã xuống mặt đất, đang chật vật thở hổn hển. Nàng đã không có bất kỳ khí lực, trên mình hiện đầy vết thương. T. Dưới so sánh, Diệp Thần căn bản không có bại, ngược lại Linh Vận hoàn toàn thua. Tinh khiếu đánh bại phong môn cảnh tầng 7 thiên cường giả, để cho bọn họ chỉ cảm thấy choáng váng đầu chuyển hướng, vì sao như vậy không chân thật. Diệp Thần chật vật đứng lên, từng bước một đi tới Linh Vận bên người, cầm chặt trong tay thú hủ kiếm, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi thua. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Linh Vận cười. Cười vô cùng điên cuồng. Hèn mọn con kiến hôi, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Nhưng là ta thật thua sao? Nếu như người ta đều chết, vậy còn là ta thua sao? Khoảnh khắc gian, Linh Vận quanh thân xuất hiện biến dạng ánh sáng, cuồng bạo quang hỏa khí lưu phun trào. Diệp Thần trong lòng lộp bộp một chút. Tuyệt đối không nghĩ tới Linh Vận sẽ tự bảo. Nàng muốn cùng mình lấy mạng đổi mạng. Trên bầu trời Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh sắc mặt đại biến. Vừa mới chuẩn bị hướng Diệp Thần đi, trước mặt các nàng đột nhiên xuất hiện hai đạo bình phong che chở. Đến từ Hạ Linh Thu. Hạ Linh Thu bước ra một bước, trên cao nhìn xuống nhìn màn tàn khốc này. Ta thừa nhận ta nhìn lầm. Người này nếu như còn sống, không ra 10 năm, có lẽ liền đứng ở Linh Võ Đại Lục đỉnh cấp. Nhưng là, hắn đã trở thành ta Hạ Linh Thu trên đường chướng ngại vật. Hắn không thể sống. Trước một đêm, ta chính là cảnh cáo qua Linh Vận, nếu thật thất bại, vậy nàng nhiệm vụ chính là và tiểu súc sinh kia lấy mạng đổi mạng. Ta vốn cho là cái này sẽ không phát sinh, không nghĩ tới, vẫn là xảy ra. Linh Võ Đại Lục quy tắc chính là như vậy tàn khốc, cho dù ngươi là kinh thế tài, nhưng ngươi nếu không biết thu liếm, vẫn sẽ bị cái thế giới này đào thải. Diệp Thần chính là loại người này. Kỷ Tư Thanh tròng mắt lạnh như băng, môi đỏ mỏng khẽ cắn, Hạ Linh Thu, phong môn hậu kỳ tự bạo, ngươi có biết uy lực như thế nào? Không chỉ Diệp Thần phải chết. Ngươi Linh Tiên Đế cùng tất cả đệ tử đều phải chết. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm? Ngươi hiện đang ngăn trở vẫn còn kịp. Hạ Linh Thu cười. Nàng nụ cười vô cùng tàn khốc. Kỷ Tư Thanh, những đệ tử này ở ta Hạ Linh Thu trong mắt lại coi là cái gì? Chỉ cần hai người các ngươi không chết, các nàng chết thì đã có sao? Linh Tiên Đế cùng ta cũng không dự định muốn, ta đã sớm coi là tốt đường lui. Ta đường lui ở Thần Quốc. Linh Võ Đại Lục bất quá là ta ván cầu. Đúng rồi, có chuyện, người có lẽ không biết, ta ở mỗi một vị đệ tử trên mình trồng thuật pháp chi ấn. Diệp Thần tiểu súc sinh kia không chỉ tiếp nhận là Linh Vận tự bạo, ta muốn hắn chịu đựng Linh Tiên Đế cùng tất cả đệ tử tự bạo. Ha ha ha, ta cũng không tin, hôm nay, hắn còn có thể sống sót. Người Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh tròng mắt trợn to. Các nàng chưa từng nghĩ qua. Đường đường thế lực cao cấp cung chủ, lại như thế chăng quan tâm mạng người. Chí thân mệnh, vô số đệ tử mệnh, đều là của nàng công cụ. Hèn hạ, bọn hắn con người hướng phía dưới nhìn lại, kinh hãi phát hiện, không chỉ Linh Vận tự bảo. Vậy vô số Linh Tiên Đế cung đệ tử đều rối rít tự bảo. Bọn hắn trong mắt viết đầy kinh hãi và sợ hãi, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Đây cũng là võ đạo thế giới tàn khốc. Cuồng bạo khí lưu phun trào. Khí lưu trung ương chi địa, Diệp Thần không có bất kỳ động tác. Hắn không có lựa chọn chạy trốn. Mấu chốt hắn biết dù là thi triển hết thảy tốc độ cũng không chạy khỏi. Hắn ngồi xếp bằng, ở Linh Vận giữ tợn thanh âm bên trong, thi triển thần ma luân hồi quyết. Xích trần thần mạch hoàn toàn kích hoạt. Một đạo ánh sáng màu vàng, bao trùm toàn thân. Diệp Thần đang đánh cuộc. Bất hủ thần thể và ma khu vận chuyển tới trình độ cao nhất. Vậy luân hồi huyền bi còn dư lại lực lượng toàn bộ bùng nổ. Không chỉ như vậy, Diệp Thần vận dụng thiên vụ yêu sương mù hóa thần thông. Ở giữa thiên địa,
sương mù dậy. Sương mù cuốn lên chu vi 5 km. Giờ khắc này, Diệp Thần chính là vậy không cách nào bắt tồn tại. Đồ nhi, vi sư giúp ngươi một tay. Phong Thanh Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Rồi sau đó, hư không nứt ra, một cái hộp kiếm chắn Diệp Thần trước người. Cái hộp kiếm bên trong tựa như trôi lơ lửng ra 6 chuôi thần kiếm. Bảo vệ Diệp Thần chừng. Mặt đất nứt ra. Chùm tia sáng xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời Hạ Linh Thu, trong mắt mừng như điên. Linh Vận và Linh Tiên Đế cùng nhiều đệ tử như vậy mệnh, đổi một cái mạng, vậy là đủ rồi. Chỉ bất quá đời này giá cả cuối cùng là quá lớn. Nàng Hạ Linh Thu bố trí cho tới bây giờ chưa từng bại. Quá khứ là, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Chỉ bất quá, chuyện quỷ dị tình, để cho nàng vẫn là có cái gì không đúng. Chung quanh làm sao sương mù bay lên. Linh võ đại lục thiên tượng tại sao có thể có lớn như vậy sương mù. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Mà giờ khắc này, nàng bên cạnh Hạ Nhược Tuyết đã sớm khóc không thành tiếng. Nàng hai chân như nhũn ra, quỳ trên đất. Nàng không hy vọng Diệp Thần có chuyện. Cái này một năm ước hẹn, Diệp Thần đã làm rất khá. Nhưng là cuối cùng vẫn là cái đó để cho nàng sợ kết quả. Nàng bị kẹt Linh Tiên Đế cung, bất quá là vì chờ đợi người đàn ông kia. Nếu như người đàn ông kia chết, nàng còn sống còn có ý nghĩa gì? Dù là tu được kinh thiên địa khóc quỷ thần tu vi, thì có ích lợi gì? Hạ Nhược Tuyết nhắm mắt lại, chuẩn bị cùng Diệp Thần cộng đạp suối vàng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái trắng nõn tay bắt được nàng. Là Kỷ Tư Thanh tay. Kỷ Tư Thanh nhìn về phía sương mù kia bên trong. Lệ quang khẽ nhúc nhích, Nhược Tuyết, không nên vọng động, chúng ta phải tin tưởng Diệp Thần. Cái này thế gian, có cái gì có thể giết được hắn? Hạ Nhược Tuyết hơi ngẩn ra, chẳng biết tại sao, nàng vậy như nước con người vậy rơi vào sương mù và bụi bặm bên trong. Mơ hồ bây giờ, nàng nhìn thấy một hồi kim quang. Hạ Linh Thu nghe được hai người đối thoại, nhưng là cười. Hai người các ngươi sợ là không biết Linh Vận và nhiều đệ tử như vậy tự bảo sẽ sinh ra dạng gì lực lượng đi. Thái hư dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi lại buồn cười cảm thấy thằng nhóc kia sẽ sống sót, ta khuyên các ngươi. Hạ Linh Thu thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì sương mù và bụi bặm bên trong lại có thể xuất hiện một đạo ho khan tiếng. Mấu chốt vẫn là một người thanh niên bóng người. Làm sao có thể? Hạ Linh Thu con người trợn to, đầy mâu đều là không thể tưởng tượng nổi. Bụi bặm và sương mù rốt cuộc tản đi. Một người thanh niên đứng ngạo nghễ. Cố nhiên cả người là máu. Nhưng là vậy quyết nhiên trong mắt nhưng là ngưng mắt nhìn thương khung. Đây là một đôi dạng gì ánh mắt? Thực cốt, đỏ thắm, lạnh như băng. Ngay sau đó, một đạo gầm thét chi tiếng vang lên, Hạ Linh Thu, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Diệp Thần lại vẫn còn sống. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần liền không có bại lộ mình lá bài tẩy. Xích Trần thần mạch và sương mù hóa thần thông, hắn chậm chạp không dùng tới. Chính là đang đợi Hạ Linh Thu. Hạ Linh Thu thân thể theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Tựa như hết thảy trước mắt lật đổ nàng nhận biết. Ước chừng mấy giây, nàng con người kinh ngạc hóa là tức giận. Không do dự nữa, tay cầm kiếm lạnh lẽo. Hướng Diệp Thần bỗng nhiên phóng tới. Diệp Thần càng không chết, liền càng phát ra nhiễu loạn nàng đạo tâm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Kỷ Tư Thanh động. Máu tươi cháy. Nàng ấn đường tản ra lạnh như băng quang, một kiếm sử dụng. Một kiếm này, là nàng toàn lực. Kỷ Tư Thanh quanh thân trói buộc lại phá vỡ. Không chỉ như vậy, nàng kiếm trong tay ý, lại có vượt biên giới lực. Hạ Linh Thu trong mắt trợn to, Kỷ Tư Thanh, người lại có thể giấu giếm thực lực. Hai đạo kiếm ý đụng chạm, Kỷ Tư Thanh sắc mặt ngay tức thì trắng bệch liền mấy phần, máu tươi khạc ra, lại là té bay ra ngoài. Nhưng là Hạ Linh Thu cũng không chịu nổi. Nàng con người tựa như bị lửa giận cháy. Nàng vừa định đối với Kỷ Tư Thanh ra tay, một cổ tuyệt mạnh hơi thở phun trào tới. Một đạo thân ảnh ngự kiếm tới. Vạn kiếm đế cung băng kiếm thánh vương. Hạ Linh Thu, hôm nay ngươi lỗi do tự mình gánh, dám động đồ nhi ta, hỏi trước một chút ta băng kiếm thánh vương có đáp ứng hay không.
Hạ Linh Thu con ngươi sợ hãi. Nàng trước đây không lâu bước vào nửa bước thái hư. Mặc dù nàng lá bài tẩy rất nhiều, nhưng là băng kiếm thánh vương thực lực, nàng không dám khinh thị. Nếu như hiện tại không đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng hung hãn nhìn một cái dưới đáy Diệp Thần, không do dự nữa, sử dụng một tòa cổ tháp. Cổ tháp lực, lại hiện lên thái hư lực. Đây ít nhất là một quả thánh binh. Thậm chí cao hơn thánh binh. Không chỉ như vậy, Hạ Linh Thu quanh thân lại xuất hiện một đạo hư không vết rách. Phá vỡ không gian vết rách. Thấy một màn này, liền liền băng kiếm thánh vương diễn cảm cũng có chút không đúng. Loại pháp bảo này dù là ở thần quốc cũng hiếm thấy, lại bị Hạ Linh Thu nắm giữ. Hắn nghĩ tới điều gì, quanh thân thả ra vô số băng kiếm chi biển. Kiếm biển giống như một tôn cự thú hướng Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết đi. Hắn phải bảo vệ cái này hai người. Nhưng vào lúc này, Hạ Linh Thu cười, băng kiếm thánh vương, ngươi không nên can thiệp ta Hạ Linh Thu chuyện. Còn có ngươi, Diệp Thần, ngươi bước lên một năm ước hẹn, không phải là vì mang đi Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh sao? Linh Vận chết thì đã có sao, ta như thường sẽ không để cho ngươi đạt thành mục tiêu. Ta không ngại nói cho ngươi, ta đào tạo Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh, bất quá là vì hiến tế. Ta tu luyện thuật pháp, đoạt xác không biết bao nhiêu người. Mà các nàng càng cường đại, ta càng vui vẻ. Bởi vì, các nàng thiên phú kia thân thể, trẻ tuổi kia thân xác, cuối cùng thuộc về ta. Ta Hạ Linh Thu phải dẫn bọn hắn thân thể, bước lên thần quốc đỉnh. Bỗng nhiên gian, cổ tháp lại sinh ra cực mạnh hấp lực. Muốn cầm Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết hút vào. Mấu chốt, Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết căn bản không có ngăn trở tư cách à. Diệp Thần trong lòng tung lên vạn trượng lửa giận. Hắn phóng lên cao, không để ý thương thế trên người, lưng đeo lục đạo cái hộp kiếm. Một kiếm hướng Hạ Linh Thu chém tới. Hạ Linh Thu, ngươi dám. Ngươi như động các nàng một chút, ta coi như đuổi kịp chân trời góc biển, cũng phải đem ngươi kéo xuống suối vàng. Diệp Thần phong lôi chớp mắt thi triển đến mức tận cùng. Hắn muốn phá vỡ Hạ Linh Thu thuật pháp. Nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn, vẫn là quá chậm. Hắn con ngươi lăn lóc giọt lệ. Hắn tức giận, hắn gầm thét. Nhưng khoảng cách cuối cùng là quá xa. Huống chi vậy cổ tháp uy lực quá mạnh mẽ. Hạ Nhược Tuyết tu vi không địch lại, ngay tức thì phải bị hút vào trong đó. Hạ Linh Thu mặt mũi là dữ tợn. Ngay tại nàng muốn đi vào cổ tháp bên trong, một đôi mảnh khảnh kéo tay liền nàng. Đây là Kỳ Tư Thanh tay. Thời khắc này Kỳ Tư Thanh lại cười. Hạ Linh Thu, ngươi tính toán đánh lầm rồi. Ngươi không nên tính toán Diệp Thần, lại càng không nên tính toán đến ta và Nhược Tuyết trên mình. Nàng ấn đường cổ xưa đường vân bỗng nhiên bùng nổ. Một cổ cực hạn năng lượng lại chống lại vậy cổ tháp lực lượng. Sau đó, tay nàng đột nhiên dùng sức, Hạ Nhược Tuyết thân thể lại tránh thoát trói buộc. Trực tiếp hướng Diệp Thần phương hướng ném tới. Hạ Nhược Tuyết tròng mắt trợn to, Tư Thanh, ngươi. Kỳ Tư Thanh khẽ mỉm cười, Nhược Tuyết, tiếp theo cuộc sống, ngươi trước giúp ta phụng bồi vậy kẻ ngu. Hắn quá ngu ngốc. Ngươi vậy đừng lo lắng ta, Hạ Linh Thu còn không làm gì được ta. Ta đây là muốn cùng nàng vui đùa một chút. Dứt lời, Kỳ Tư Thanh thân thể nhưng là bị vậy cổ cực hạn lực lượng hút vào đến cổ tháp bên trong. Thời khắc mấu chốt. Kỳ Tư Thanh lựa chọn một người đối kháng Hạ Linh Thu. Nàng rất rõ ràng, mi tâm của nàng lực lượng, chỉ có thể để cho một người thoát khỏi cổ tháp mạnh mẽ hấp lực. Nếu như Hạ Nhược Tuyết tiến vào cổ tháp, tất nhiên bị Hạ Linh Thu đoạt xác. Mà nàng Kỳ Tư Thanh, có đầy đủ tự tin, đối kháng cái này nữ nhân ác độc. Nàng vào giờ khắc này, lựa chọn hy sinh. Diệp Thần trong mắt dữ tợn, hắn đưa tay ra, Kỳ Tư Thanh, không muốn. Kỳ Tư Thanh như cũ chỉ để lại một đạo nụ cười. Nàng môi đỏ mỏng khẽ nhếch. Diệp Thần, người biết Côn Lôn hư vậy 5 năm, ta tại sao vô duyên vô cớ bảo vệ ngươi sao? Thật ra thì lúc ấy ta cũng không biết. Ta luôn cảm giác trên mình ngươi có rất cảm giác quen thuộc, ta tựa như nhìn thấy ngươi tương lai. Ta trực giác nói cho ta, nhất định phải bảo vệ ngươi. Trước đây không lâu, ta rốt cuộc rõ ràng liền ta trực giác vì sao như vậy dẫn dắt. Bởi vì, ta từng vì ngươi khảy một bản.
Một khúc hồng trần tán, chuyện cũ như mây khói. Quát sơn hà khuấy thiên địa, tứ bề bất ổn chiến thương khung. Vạn thế luân hồi là đế tôn, một khúc cách chết yểu đưa quân đừng. Kiếp trước kiếp này nhân quả đoạn, hoa mai điêu rơi tiếc cách hàn. Dứt lời. Hư không vết rách. Cổ tháp biến mất. Kỷ Tư Thanh biến mất. Liền liền Hạ Linh Thu cũng đã biến mất. Diệp Thần thân thể treo trên không trung. Thân thể mềm mại nhập trong lòng. Hắn tiếp nhận Hạ Nhược Tuyết. Nhưng là hắn diễn cảm cực độ cổ quái. Hắn rốt cuộc rõ ràng liền cái gì? Tại sao Kỷ Tư Thanh ở Côn Lôn Hư chính là xứng đáng không thẹn thứ nhất thiên chi kiều nữ? Mà đi tới Linh Võ Đại Lục sau đó, như cũ như vậy. Kinh khủng kia thiên phú và tốc độ tu luyện, quá không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không khoa học. Mà dưới mắt, hết thảy chân tướng rõ ràng. Kỷ Tư Thanh lại là càn khôn sát vực đất thần bí nhìn thấy vị kia nữ võ thần chuyển thế. Ta tên gọi, khúc nặng khói. Nếu là có thể gặp phải kiếp này ngươi, ta liền dẫn ngươi nhìn bầu trời hạ. Nguyên lai, đã sớm gặp. Kỷ Tư Thanh bảo vệ mình, chính là muốn dẫn mình nhìn bầu trời hạ. Diệp Thần thân thể chậm rãi rơi xuống đất, thần sắc ngưng trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.